mọi người, xin chào. Lên xăng túi 29.000 nè các chị yêu ơi. Xăng túi 29k nha. Mọi người vào livestream của em á, nhớ là comment chấm chấm cho Vi thấy comment của mình nha. Và đừng có quên là chia sẻ like nha. Cách chơi cũng vẫn rất là đơn giản như những cái lần trước, rất là đơn giản luôn. Mọi người nhớ theo dõi Facebook La Võ Khánh Vi, mỗi ngày Vi đều có mini game tặng quà nha. Chào Thiên Yến nè, chào Kim Ngân nha. Nếu mà cái comment của mình không có hiện lên á thì mình nhớ, các chị nhớ là comment cho Vi cái ký hiệu, ví dụ như mặt cười hay trái tim hay gì đó thì Vi sẽ thấy comment nha. Em chào chị Phương Nga nè, chào chị Kim Cương, có nước hoa nha Kim Ngân ơi. Chị Thu Ngọc ơi, chị inbox giùm em để em kiểm tra đơn hàng của chị nha. Mọi người ơi đừng quên, hôm nay săn hàng rất là hot luôn, 29.000 nè. Cách chơi vẫn rất là đơn giản luôn. Mọi người nhớ theo dõi Facebook La Võ Khánh Vi nha. Mỗi ngày Vi đều có mini game tặng quà mọi người hết nè. Nhớ là theo dõi Facebook La Võ Khánh Vi, kết bạn Facebook của Vi nha. Thấy chị Huyền Trâm, thấy chị Thi Đoàn nè. Rồi bây giờ Vi vô luôn nha, để đỡ mất thời gian của mọi người nha. Bây giờ săn túi với giá 29.000 nè. Thích túi nào lấy túi đó, thấy thiên ý nha. Rồi mọi người nhớ, để mà thấy được comment của mình á thì mình comment thêm một cái icon nào đó, ví dụ như mặt cười hay trái tim. Mà đầu tiên khi mà vào like là mình comment liền chấm chấm, nó hiện comment lên liền nha. Hello chị Huyền Trâm nè, chào Huỳnh Thị Yến Nhi nha, Bích Phương. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu, cảm ơn Linh Trần nha. Em nhận được ví nam rồi, quá đẹp chị yêu. Ghi mình luận liền, cảm ơn Linh Trần rất là nhiều nha. Rất là nhiều feedback mà shop đã nhận được từ khách hàng mà chưa có, không có thể nào mà up lên hết được. Cảm ơn các chị đã luôn ủng hộ nha. Và các chị nhớ là kết bạn với Facebook La Võ Khánh Vi, mỗi ngày Vi đều tri ân tặng quà cho khách yêu hết. Cho nên là các chị nhớ kết bạn Facebook La Võ Khánh Vi nha. Rồi bây giờ Vi nói thể lệ chơi nha. Thấy Lê Thị Ngọc Hà nè, thấy Ngọc Hân nha. Nguyễn Thị Phương Thảo em thấy, Nguyễn Phương Thảo em thấy nha. Rồi mọi người ơi, bước đầu tiên chia sẻ vào tất cả các nhóm, chụp màn hình lại cho Vi nha. Bước thứ hai, chia sẻ lên tường mình ít nhất là 3 lần chế độ công khai. Nhớ kết bạn Facebook của Vi nha. Mỗi ngày Vi đều có mini game tặng quà các chị yêu, tri ân các chị yêu hết. Rồi bước thứ ba thì các chị comment cho Vi là số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ để Vi biết là các chị đã chia sẻ nha. Chào chị Trầm Thúy, chào chị Nguyên Đặng nè. Hello chị Nguyễn Phương Thảo nè. Talo còn, bây giờ hôm nay rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Bây giờ món đầu tiên các chị muốn Vi tặng là món nào mình comment cho Vi nè. Muốn Vi tặng món nào comment món đó nha. Thích mẫu gì tặng mẫu đó luôn. Hello Sa Nguyễn, chào chị Thi Đoàn, chào Huỳnh Trần nha. Em chào chị Khánh Vân nè. Thấy nha bé Khánh Vân ơi. Thấy heo Sally nha, mọi người ơi chia sẻ nha. Đầu tiên là mình chia sẻ vào tất cả các hội nhóm, chụp màn hình lại. Bước thứ hai, chia sẻ lên tường chế độ công khai ít nhất 3 lần. Bước thứ ba, thấy Thúy Phượng ơi. Bước thứ ba là comment số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ nha nào. Mỗi ngày Vi đều có mini game tặng quà để tri ân khách hàng. Mọi người nhớ là kết bạn Facebook La Võ Khánh Vi, mỗi ngày Vi đều có mini game tặng quà nha. Rồi bây giờ món đầu tiên chơi game sẽ là món gì đây ta? Món gì đây em? Cho bé Linh chọn cho chị một món mình chơi chi mini game đi ạ. À cái này hả? Rồi món đầu tiên tặng quà sẽ là túi Chanel lông các chị yêu ơi. Chanel lông đeo bụng rất đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các chị ơi. Đấy, video như thế này đây. Tặng quà nha các chị yêu ơi, 29k. Sao hôm nay nhìn thấy khác? Em khác hả chị Phan Thủy, khác ở chỗ nào vậy nhỉ? Đây, bên trong nè, đó, nó có hai dây nha các chị yêu ha, có in chữ luôn, có hai dây. Xin lỗi móc dây mà móc lộn móc bịch rồi. Đây, dây đeo là dây da. Một cái dây mình đeo da được, một cái dây mình đeo chéo được, một cái dây mình đeo vai được hoặc là đeo bụng được, ba cách đeo nha. Phần quà đầu tiên là Chanel lông đeo bụng nha các chị. Phía sau là da rất là mịn luôn. Ở phía trước nó bằng lông ha. Ở đây cái dây của nó là có móc nè. Đó rất là đẹp. 29.000 được không nè? Cái túi này bán 29.000 là quá rẻ, coi như là tặng quà mọi người luôn. Cách chơi rất là đơn giản nha. Vi lặp lại để mọi người không có bị thiệt thòi nha. Cách chơi rất là đơn giản luôn. Đầu tiên là chia sẻ lên trên hội nhóm. Tôi chia sẻ lên tất cả các hội nhóm, chụp màn hình lại. Bước thứ hai, chia sẻ lên tường mình ít nhất là 3 lần. Bước thứ ba, comment cho Vi số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ nha, để mua túi này với giá 29k thôi. Cái túi này nó có 3 màu lận, các chị thích màu gì lấy màu đó nghe. Đó, mẫu đeo rất đẹp, rất đẹp. 2 dây và 3 cách đeo.
2 dây và 3 cách đeo nha mọi người. 2 dây và 3 cách đeo, 3 màu. Màu đỏ như Vy đang đeo nè. Màu đỏ nè, màu đen, màu trắng nữa nha. 29k được không nè? 29.000 thôi. 29.000 thôi mọi người ơi. Nhớ các bạn Facebook Vy nha. Mỗi ngày Vy đều có mini game tặng quà các chị yêu hết. Tự nhiên nó vô cái mình chói dữ kìa trời. Nó vô là mình sáng chói. Rồi các chị yêu ơi, 29.000 được không nè? Mọi người ơi, chia sẻ like nha, để không làm mất thời gian. Bây giờ Vy sẽ lặp lại cách chơi rất là đơn giản luôn. Đó, không cần phải tốn gì hết mà tự nhiên được trúng cái túi 29.000 quá trời rẻ nha. 29.000 nha, thích màu gì lấy màu đó. Comment cho Vy là số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ. Nhớ là chia sẻ lên trên tất cả các hội nhóm chứ. Chụp màn hình lại cho Vy. Bước thứ hai, chia sẻ lên tường ít nhất 3 lần. Và bước thứ ba, chỉ cần kết bạn Facebook của Vy, comment số điện thoại cộng với chữ đã chia sẻ. Mỗi ngày Vy đều tri ân khách hàng, tặng quà cho khách hàng hết. Nhớ kết bạn Facebook của Vy nha. Mỗi ngày Vy đều có mini game tặng quà cho khách hết. Cái mẫu này Vy có 3 màu, thích màu gì tặng màu đó. Em nói thử coi. Sao chói quá vậy? Nó ra cái mình. Rồi các chị yêu ơi, nhanh lên nào, mọi người đã chia sẻ chưa? 29.000 được không nè? 29k thôi, 29k thôi, được không nào? Diễn kiếm cho nó cái áo nào vô nó bị chói. Chia sẻ lên tường ít nhất 3 lần, chế độ công khai. Bước thứ hai, chia sẻ lên trên tất cả các hội nhóm, chụp màn hình lại. Bước thứ ba, comment cho Vy là số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ nha. Mẫu đi thay áo, mẫu vô cái tự nhiên mình chói lóa quá. Rồi mẫu này các chị yêu ơi, 29.000 thôi, hai ba màu lận. Đi thay đồ thôi mà lấy em hai mà hai cái túi kia đi luôn rồi. Trả hai màu kia đây. Ba màu các chị yêu ơi, ba màu nha. Ba màu, thích màu gì lấy màu đó. Cái này 2 dây. 2 dây đeo và 3 cách đeo. 2 dây và 3 cách đeo, 29.000 thôi, quá rẻ. 29.000 thôi các chị yêu ơi, 29k thôi. Nó có tổng cộng là 3 màu nha các chị, thích màu gì lấy màu đó. Đây, 3 màu, màu đen, màu đỏ, màu trắng. Nhanh lên nào các chị yêu ơi. 29.000 thôi, 29.000 thôi. Cặp nam với cặp gấu đeo dễ thương lắm chị. Cảm ơn Hoàng Ngọc Anh nha, rất là dễ thương luôn. 29.000 các chị ơi, nhanh lên chia sẻ lên tường chế độ công khai. Bước thứ hai, chia sẻ lên tường chế độ công khai ít nhất 3 lần. Bước thứ hai, chia sẻ lên tất cả các hội nhóm, chụp màn hình lại cho Vy. Và bước thứ ba rất đơn giản, kết bạn Facebook Vy, comment cho Vy là số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ. Mỗi ngày Vy đều có mini game tặng quà các chị hết nè, tặng quà tri ân à các chị yêu ơi, nhanh lên nào. Thấy comment chị Trương Kim Anh, như bây giờ ai comment đúng là Vy cập đọc tên nha. Huyền Trâm, Vy chưa đọc tên thì các chị đổi comment lại nha. Cú pháp comment là số điện thoại cộng với chữ đã chia sẻ. Nhớ là mình chia sẻ lên tường ít nhất 3 lần. Chia sẻ lên hội nhóm, tất cả các hội nhóm chụp màn hình lại nha. Huỳnh Như nè, Diệu Hiền Lâm nè, Trương Kim Anh nè, Ái Vy nè. Ái Vy mình đi ở trơn có nha em ơi, lát hồi chị lên nha. Trà sữa Subin, comment số điện thoại cộng với chữ đã chia sẻ các chị ơi. Nali, Huyền Trâm, Sang, Nguyễn Thu Tâm, Tuyên Đặng, Huỳnh Như. Rồi mau lên nào các chị yêu ơi. Trương Kim Anh mới thấy nè, 29.000 thôi, 29k 29k 29.000 thôi, quá rẻ. Chia sẻ lên tất cả các hội nhóm ít nhất là chia sẻ lên tất cả các hội nhóm, chụp màn hình lại cho Vy. Bước thứ hai, chia sẻ lên tường ít nhất 3 lần. Bước thứ ba, comment số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ nha. Hello con Minh Nguyễn nha, nó vô comment hello mẹ kìa, mẹ chào con. Rồi mọi người ơi, comment số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ nha. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi em? Bây giờ đủ 500 lượt chia sẻ, bắt đầu chơi liền nha các chị yêu ơi. Mỗi ngày Vy đều có mini game tặng quà các chị hết. 29.000 quá trời rẻ luôn. 29k quá rẻ nha. 658 nữa hả? Rồi bắt đầu vô chơi liền các chị yêu ơi. Rồi bây giờ vô chơi liền nha. Các chị đã comment số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ rồi giờ. Lisa Trinh thấy nè em ơi, thấy Lisa Trinh nha. Rồi bắt đầu chơi nha các chị yêu ơi. Đã chia sẻ chưa? Chuẩn bị điện thoại nha, Vy sẽ gọi điện thoại để mà giao quà cho các chị yêu luôn. Rồi nhanh lên nào các chị ơi, Vy sẽ bắt đầu nhắm mắt lại và chọn cái comment của ai đây. Ngón tay của Vy sẽ lướt lên lướt xuống và chọn một cái comment của ai đây. Chúc mừng cái chị này là chị Bích Phượng, chơi sao vậy sớm? Không được rồi, comment của chị phải là số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ nha. Bây giờ Vy nhắc lại nha, mình chia sẻ lên trên tường mình ít
ít nhất là 3 lần chế độ công khai. Bước thứ hai, chia sẻ lên trên tất cả các hội nhóm, chụp màn hình lại cho Vi và comment cho Vi đã chia sẻ cộng với số điện thoại của mình nha. Rồi bây giờ Vi sẽ chọn một người khác đây, chị nào comment đúng mới được nha. Ngón tay của Vi dừng ở ai đây? À, lại chữ Huỳnh Thị Yến Nhi là chào chị là không được rồi, phải có số điện thoại cộng với chữ đã chia sẻ mới được nha. À, chúc mừng chị Trương Kim Anh. Trương Kim Anh số điện thoại 0902 485 102 có chia sẻ không em? À, chị Trương Kim Anh không có theo dõi Facebook là không được rồi nè. Ấy, đây không có theo dõi Facebook của Vi là không được rồi nha. Có chia sẻ rất là nhiều lần thôi, có chia sẻ là được rồi em. Có chia sẻ mấy lần đây, 1 lần, 2 lần, 3 lần là được rồi em. Rồi ok, gọi đi em. 0902, mọi người nhớ chia sẻ nha. Lần sau mà không có theo dõi Facebook Vi là không có hợp lệ nha. Nhưng mà lần này du di. Rồi, Vi đang gọi cho chị này đây, bắt máy giùm Vi nha. Nếu mà chị này không bắt máy, Vi sẽ nhường phần quà cho người khác nha. Trương Kim Anh ơi, bắt máy nào. Mọi người chờ nha, nếu mà chị Trương Kim Anh không bắt máy, Vi sẽ nhường ngay phần quà cho người khác liền. Nhanh lên nào, cách chơi rất đơn giản. À xin lỗi, phải Trương Kim Anh không ạ? Dạ đúng rồi. À chị ơi, chúc mừng chị đã trúng cái túi bên Vi nha. Xin lỗi, chị ở tỉnh nào vậy chị? Dạ, em ở quận 8 luôn nè chị. À quận 8 hả, rồi chúc mừng chị nha. Nhắn tin cho Vi hoặc là qua shop lấy quà giúp Vi nha. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Chúc Vi một ngày vui vẻ. Dạ. Ừ, chào em. Đó, các chị thấy không, rất là đơn giản nha. Bây giờ Hồ Chí Minh có rồi, Vi đang tìm một cái tỉnh khác để tặng quà tiếp theo đây. Rồi tiếp tục các chị ơi, vẫn là phần quà này nha. Chị thứ hai là ai đây? Chị thứ hai là ai đây? Nhận phần quà từ Vi, túi này chỉ có 29.000 thôi, quá rẻ luôn. Hai dây đeo nha mọi người, ba cách đeo. Một là các chị đeo chéo được ha, hoặc là các chị đeo vai cũng được, hoặc là đeo bụng cũng được luôn. 29.000. 29.000 được không nè? Nhanh lên các chị ơi, chia sẻ lên tường chế độ công khai ít nhất 3 lần. Chia sẻ lên tất cả các hội nhóm, chụp màn hình lại cho Vi nha. Và bước thứ ba, nhớ kết bạn Facebook của Vi, mỗi ngày Vi đều chơi mini game hết, tặng quà tri ân khách hàng hết nè. Comment cho Vi số điện thoại của mình còn với chữ đã chia sẻ nha. Rồi, tặng quà tiếp tục đây, bao nhiêu lượt chia sẻ rồi em? Tiếp tục kiếm một người thứ hai để tặng quà ở đây, thích màu gì lấy màu đó nha các chị, thích màu gì lấy màu đó. 948 rồi hả? Rồi cho 1.000 lượt chia sẻ đi. Chỉ còn vài chục lượt chia sẻ nữa thôi, Vi sẽ chọn tiếp tục chị thứ hai là ai đây. Rất là đơn giản luôn các chị ơi. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Nhanh lên nào các chị, đừng quên là chia sẻ lên tường ít nhất 3 lần. Bước thứ hai là comment số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ. Bước thứ ba, chia sẻ lên tất cả các hội nhóm, chụp màn hình lại nha. Túi này rất là xinh luôn. Đó, bé đeo các chị thấy không? Các chị đeo chéo như vậy cũng được, đi du lịch đi chơi bỏ đồ rồi rất là gọn nha. Đây cái điện thoại nè, đó bỏ vô rất là gọn, rất là vô tư luôn. Đựng được siêu nhiều đồ, bán 29.000 thôi. Bán 29.000, comment số điện thoại cộng với chữ đã chia sẻ nha. Mua túi chỉ có 29.000 thôi, không mất gì hết mà lại được cái túi 29.000, quá trời rẻ luôn. Nhanh lên các chị ơi, chia sẻ lên tường chế độ công khai ít nhất 3 lần. Chia sẻ lên hội nhóm, chụp màn hình lại cho Vi nha. Tất cả các hội nhóm chụp màn hình lại nha. Bước thứ 2, 3 là comment số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ nè. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi đây? 1.000 lượt chia sẻ, bắt đầu chọn tiếp lượt thứ hai nha. Hôm nay là tặng quà, rất là nhiều tặng quà luôn. Rồi ok, Vi tiếp tục chọn nha. Vi tiếp tục chọn người thứ hai là ai đây? Ngón tay của Vi sẽ lướt lên, lướt xuống và sẽ dừng ở người nào đây? Nhắm mắt lại chọn nha, rất là công bằng luôn. Và gọi điện thoại ngay tại đây luôn nha các chị yêu ha. Rồi, ngón tay của Vi dừng ở chị... Tên gì khó đọc? À, chị Thu Ngọc nè. Số điện thoại 0944 279 89. Ủa sao hình như thiếu số vậy? À 0904427989. Chị Thu Ngọc. Chị Thu Ngọc đây không có kết bạn với Vi nè. Không được rồi nha, nãy du duy một lần thôi, không có chia sẻ luôn. Ồ sao lại không chia sẻ? Ôi không có chia sẻ là không được nha. Rồi chị Thu Ngọc không có làm đúng các bước là không được, thấy chưa, tiếc ghê chưa. Rồi bây giờ Vi nói lại thể lệ nha mọi người ơi, chúng mà không có làm đúng các bước là không có được.
Làm lại nha. Bây giờ đầu tiên là chia sẻ lên tường chế độ công khai ít nhất 3 lần. Chia sẻ lên tất cả các hội nhóm, chụp màn hình lại nha. Bước thứ hai là comment cho Vi số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ. Nhanh lên nào, bán túi có 29.000 thôi. Rồi chọn tiếp tục chọn người khác nha. Nhắm mắt lại và ngón tay của Vi sẽ dừng ở ai đây? Các chị cứ thả comment cho Vi đi. Thả comment số điện thoại cộng với chữ đã chia sẻ và nhớ đã chia sẻ nha. Rồi comment ngón tay của Vi dừng ở chị nhóc nhỏ. Nhóc nhỏ số điện thoại là 01286 295 285. Chị nhóc nhỏ không có theo dõi kết bạn gì với Facebook Vi hết, cũng không có chia sẻ luôn. Ây dầu, không có chia sẻ luôn bạn ơi, bạn phải chia sẻ like mới được, tức chưa? Rồi chọn tiếp người thứ ba, các chị cứ tiếp tục thả comment cho Vi đi, chị nào không làm đúng các bước là không có trúng nha. Hôm nay sẽ chọn rất là nhiều người luôn, các chị cứ comment cho Vi đi nè. Rồi chọn tiếp tục người khác đây. Lạc niềm tin bao giờ mới trúng, em theo dõi chị Hoài. Lạc niềm tin không có thả comment số điện thoại, chị không có chọn được rồi. Phải comment số điện thoại cộng với chữ đã chia sẻ nha. Rồi dừng ở comment của chị Quỳnh Lê. Quỳnh Lê số điện thoại 01 số mấy đâu rồi? 01634139979 em. Chị Quỳnh Lê đây, trời ơi lại trúng mà không có kết bạn nữa. Không kết bạn, không có theo dõi Facebook Vi, cũng không có chia sẻ luôn. Đổi người khác, các bạn thấy không? Các bạn làm mà không có đúng các bước là không có được. Các bạn nhớ là chia sẻ lên tường ít nhất 3 lần chế độ công khai để mọi người ở đây cùng kiểm tra nha. Bước thứ hai là các bạn chia sẻ lên tường tất cả các hội nhóm, chụp màn hình lại inbox cho Vi. Bước thứ ba các chị comment số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ nha. Em có chia sẻ mà không có chia sẻ chế độ công khai là tất cả mọi người không thấy là không được em ơi. Rồi bây giờ chị quay lại chọn mọi người khác nha. Nhanh lên mọi người ơi, muốn tặng lắm luôn đây, 29.000 đây. Chị Lê Quỳnh Như em, Lê Quỳnh Như, kiểm tra liền cho chị nè. Số điện thoại 0121758 9067. Nhanh lên các chị ơi. 29k thuộc về ai đây? 29k đây, chị Lê Quỳnh Như có kết bạn ha, có theo dõi nha. Một lần chia sẻ, một lần chia sẻ, hai lần chia sẻ, ba lần có chế độ công khai không? Đây chế độ công khai là cái quả địa cầu như vậy nha các chị, để mọi người cùng xem được ha. Rồi bấm nút gọi luôn đi em. Lê Quỳnh Như bắt máy nha. Nếu mà Lê Quỳnh Như không bắt máy, Vi sẽ dành cho người khác liền. Nhanh lên các chị yêu ơi, comment cứ thả comment. Alo. Tiếp cho Vi. Alo, xin chào Lê Quỳnh Như. À em nghe nè chị. Chúc mừng em đã trúng túi bên chị. Em ở đâu vậy ạ? Dạ. Em ở đâu? Em ở Gò Vấp á chị. À em ở Gò Vấp hả, chúc mừng em nha. Em nhắn tin cho chị tên, số điện thoại, địa chỉ để chị giao hàng cho em nha. Dạ. Chúc mừng em, chúc em một ngày vui vẻ nha. Ừ rồi chào em. Dạ. Các chị thấy không, rất là đơn giản để mà nhận quà từ bên Vi luôn. Rồi bây giờ tiếp tục các chị yêu ơi, tiếp tục thêm một mẫu nữa nha, thêm một mẫu đi em. Thêm một cái cờ lớp đá đi. Rồi tiếp tục các chị yêu ơi, phần quà tiếp theo là cờ lớp đi tiệc nào các chị yêu ơi. Cờ lớp đi tiệc nha, bán 29.000 được không nè. Bán tiếp tục, bán 29k thôi. Đây, nó có đính đá và đính kim cương rất là đẹp nha. Cái này mà ai bán 29k, ai bán cho mấy chị 29k, mấy chị cứ đến đập vào mặt Vi ha. Không bao giờ mua được chỗ nào bán 29k hết. Mà hôm nay Vi dành mini game 29k tặng quà tri ân cho các chị yêu đây. Còn màu gì em? Rồi, bên trong nè, nó có dây đeo nha các chị đó. Dây đeo vai và dây đeo cổ tay rất là xinh luôn. Nhanh lên nào, cái cách mà để nhận quà rất đơn giản. Các chị chỉ cần chia sẻ like chế độ công khai lên tường ít nhất 3 lần. Chia sẻ lên tất cả các hội nhóm, chụp màn hình lại cho Vi nha. Và comment số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ để nhận phần quà bên Vi rất là xinh. Mua về bán, mua về xài, mua về làm quà tặng, mua về biếu, cái gì cũng có lời hết. 29.000 thôi các chị yêu ơi, rất đẹp luôn, còn mỗi màu đen hả? 29k mọi người ơi, tiếp tục đây, bao nhiêu lượt chia sẻ rồi em? 29.000 nha các chị yêu ơi, chia sẻ nào. Các chị nhớ là mình đừng có quên nha, Vi mà chọn rồi mà các chị không có chia sẻ là tiếc lắm luôn đó, Vi còn tiếc giùm cho mấy chị luôn. Đầu tiên là chia sẻ lên tường ít nhất 3 lần chế độ công khai nghe. Rồi sau đó các chị chia sẻ lên tất cả các hội nhóm, chụp màn hình lại cho Vi. Bước thứ ba các chị comment số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ nào. Nhanh lên nào các chị yêu ơi. Rồi tiếp tục chọn đây.
Tiếp tục chọn chị tiếp theo đây. Chị thứ ba là ai đây? Chị thứ ba là ai đây? Chia sẻ lên tường chế độ công khai ít nhất 3 lần. Chia sẻ vào tất cả các hội nhóm, chụp màn hình lại nha. Và comment cho Vi số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ nào. Bao nhiêu rồi em? 1737 rồi, tiếp tục chọn nha các chị ơi. Rồi, tiếp tục chọn đây. Ngón tay của Vi sẽ dừng ở chị nào đây? Vi sẽ lướt lên, lướt xuống, Vi nhắm mắt ha, lướt lên, lướt xuống và chọn tiếp theo người thứ ba là ai đây? Nhận cái túi này có 29.000 thôi, quá trời rẻ luôn. Rồi, ngón tay của Vi dừng ở chị Pha Kiều. Em kiểm tra chị Pha Kiều xem. Chị Pha Kiều số điện thoại là 0948 769970. Có chia sẻ không em? Đây, chúc mừng chị Pha Kiều có theo dõi Facebook của Vi ha. À, có chia sẻ 1 lần, 2 lần, 3 lần. Chúc mừng chị Pha Kiều nha. Gọi điện thoại liền đi em. Xem chị này đang ở tỉnh nào nha. Chị Pha Kiều bắt máy giùm Vi nha. Nếu chị không bắt máy à, phần quà sẽ về người khác nha. Xem có bắt máy không nha. Alo, em chào chị Pha Kiều phải không ạ? Em là Lan Võ Khánh Vi, chúc mừng chị trúng cái túi bên Vi ạ. Xin lỗi chị ở tỉnh nào ạ? Em ở Cà Mau chị. À, chị ở Cà Mau hả? Rồi, chị vui lòng nhắn tin cho Vi là tên, số điện thoại và địa chỉ để Vi giao quà cho chị nha. Dạ, cảm ơn em chị. Dạ, chúc chị một ngày vui vẻ nha. Dạ. Dạ, em chào chị. Dạ. Rồi, rất là đơn giản các chị thấy không? Tiếp tục chia sẻ đi nào. Phần quà tiếp theo là thuộc về ai đây ta? Phần quà tiếp theo sẽ thuộc về ai đây? Tiếp tục các chị yêu ơi. Các chị thấy không? Rất là đơn giản luôn. Vi sẽ giao quà tận nơi luôn. Các chị có thiện chí nhận quà là Vi sẽ giao tận nhà luôn các chị. Chỉ cần mình có thiện chí nhận quà là Vi sẽ giao tận nhà cho các chị yêu nha. Rất là đơn giản luôn. Cho chị cái ví nam đi em ơi. Rất là xinh luôn. Ví nam nha. Bây giờ Vi sẽ lên ví nam. Các anh trai ở trong đây đâu rồi? Nữ mình có thể là tặng quà cho chồng được luôn ha. Bây giờ thí dụ mà mình nhận được cái ví tặng này từ Vi mà honey hay là chồng mình hỏi là mua bao nhiêu tiền thì nó là phần quà từ La Võ Khánh Vi tặng nha. Rất là dễ thương luôn, không có phải tốn tiền mà chỉ có 29.000 được không nè. 29k được không nè, chị nào thích thả tim nha. 29k thôi, rất là đơn giản luôn. 29k, đây là hàng cao cấp nha các chị yêu ha. Full hộp như vậy đó, nó full box như vậy luôn nha các chị. Da rất là mềm, rất là mịn, hàng super nha các chị yêu ha. Đấy, nó có in chữ như thế này. Cái này mà tặng quà cho chồng, cho honey là yêu suốt đời, yêu suốt kiếp, yêu trọn đời, không bao giờ lừa dối luôn. Rất là đẹp luôn. 29k được không nè? 29.000 thôi. Thả tim cho Vi đi nè. Chị nào thích thả tim cho Vi đi. Rất là dễ thương luôn. Em thấy chị Hoa Nắng nha, chị Hoa Nắng ơi, rất là xinh luôn nè, full hộp như vậy luôn nha. Nhận được cái túi, cái ví này có 29.000 thôi. Mà chồng hôm này hỏi, em mua cho anh bao nhiêu vậy? Nhớ nói là được tặng từ La Võ Khánh Vi nha. Rất là đẹp, ở cái này mà ở ngoài ai bán 29.000 là Vi chết liền luôn á. Thiệt, không ai mà bán với chị 29.000 đâu. Duy nhất ngày hôm nay thôi, rất đơn giản, chia sẻ lên tất cả các cái hội nhóm. Chế độ công khai, bước thứ hai chia sẻ lên tường mình ít nhất là 3 lần. Và các chị comment cho Vi là số điện thoại của mình cộng với số điện với lại chữ đã chia sẻ nha. 29.000 thôi. Các anh các chàng trai đâu rồi? Vào đây nè, săn hàng nè, 29k một cái bóp hàng hiệu như vậy nha. Bóp hàng hiệu như vậy mà bán có 29.000 thôi. Da rất là mềm, rất là mịn luôn. Được tặng là yêu suốt đời nha các chị, rất là nhiều màu để lên các màu cho các chị chọn nè. Hết màu gì tặng màu đó luôn. Đấy, màu đen này nha, Gucci. À, Gucci thắt lưng nữa nè. Đó, ví ngang, ví dọc, ví đứng, cái gì cũng có hết. 29.000 được không? 29k được không? Nhanh lên các chị ơi, chia sẻ nào. Chia sẻ lên tường nhất 3 lần nha. Cái này là rất là hot, cái ví này là ví hàng super, giá gốc 650 mà Vi bán chỉ còn có 29.000 là quá rẻ nha. Nhanh lên, và cách nhận quà là rất đơn giản, các chị chia sẻ lên tường chế độ công khai ít nhất 3 lần. Bước 2 chia sẻ lên tất cả các hội nhóm, chụp màn hình lại cho Vi nha. Và bước thứ 3 comment cho Vi đã chia sẻ cộng số điện thoại của mình nha. Để nhận quà rất là siêu siêu hot từ Vi luôn. 29.000 các chị ơi, full hộp như vậy luôn nha các chị. 29k. À, mình cầm ngược. 29k nha các chị ơi, full box như vậy luôn nha. Rồi, bây giờ sẽ chọn ai đây? Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi em? 240 hả?
2.500 lượt chia sẻ bắt đầu chơi nha các chị. Ví này rất là đẹp, bán 29.000 là lỗ sặc máu luôn đó. Sẽ thuộc về ai đây? Nhanh lên nào. Mình comment cho Vi là đã chia sẻ cộng với số điện thoại của mình nha. Bán 29.000 các chị mua về làm quà tặng ha, hay là mua về bán, mua về xài, kiểu gì cũng có lời hết. Rất là đơn giản để nhận ví 29.000 bên Vi. Nhanh nào các chị yêu ơi, full hộp nha, tất cả đều có hộp hết. 29k nha. Comment cho Vi là đã chia sẻ cộng số điện thoại của mình. Đủ 2.500 lượt chia sẻ Vi sẽ bắt đầu chơi cái mini game này nha. Rất là đơn giản luôn, rất đẹp các chị nhìn nè, in chữ đầy đủ ha. Rất là đẹp luôn, ví nam, ví đứng, ví dọc đều có hết. Đấy, ví đứng, ví ngang đều có hết. Rất là xinh, thích mẫu nào tặng mẫu đó. Tặng cái này về là chồng yêu suốt đời, là yêu suốt kiếp luôn nha. Rồi, bao nhiêu lượt chia sẻ rồi đây em ơi? 2435 mà còn có mấy chục lượt chia sẻ nữa thôi là bắt đầu chọn tiếp tục chị thứ tư phải không em? Chị thứ tư nha, xem người thứ tư là ai đây, người được tặng quà hôm nay là ai đây. Nhanh lên nào các chị ơi, comment cho Vi đã chia sẻ cộng với sinh hoạt của mình nha. Nhớ chia sẻ đến tuổi nhất 3 lần, chia sẻ vào tất cả các hội nhóm, chụp màn hình lại nha và inbox cho Vi để nhận quà nghe. Bước thứ ba, comment số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ. Mua túi ví chỉ có 29.000, hôm nay lên rất là nhiều hàng, 29.000 luôn. Chơi tới bến với mấy chị luôn. Chia sẻ nào các chị yêu ơi. Rồi comment cho Vi chưa, bao nhiêu lượt rồi em? Rồi bắt đầu chọn luôn. Rồi chọn luôn các chị ơi. Người nào mà chưa có comment, chưa có chia sẻ là hối hận là tiếc, ráng chịu nha. Rồi vô đây các chị yêu ơi, nhắm mắt lại và lướt lên lướt xuống xem chọn rồi. Và ngón tay dừng ở comment của ai đây nha. Ủa sao nó lướt qua cái tên bên đây rồi? À, kéo ngồi trở lại. Rồi quay lại nha, quay lại nha. Rồi chọn ai đây ta? Dừng ở chị Đinh Huy Khánh Vi hả? Ủa không biết anh ấy chị luôn. Bạn Đinh Huy Khánh Vi nha. Ồ cái tên giống của tên của mình nhỉ. 0122 0166 277 8730. Đây có các bạn theo dõi Facebook Vi nè, có chia sẻ. Nhưng mà cái chia sẻ của bạn là chế độ bạn bè bạn ơi, là không hợp lệ nha. Bạn phải chia sẻ cái quả địa cầu á, là chia sẻ trực tiếp thì ở chia sẻ chế độ công khai thì mới được nghe. Rồi tiếc ghê, bạn Đinh Huy Khánh Vi không có làm đúng thể lệ là không được. 29.000 thôi mà không ai lấy hết, tức quá trời tức. Rồi tiếp tục đây, chọn một người tiếp theo nha, chọn lại nha. Rồi ngón tay của Vi dừng ở chị, cứ bị văng qua bên kia hoài, cứ bị văng qua mấy cái hình đó. Rồi chọn nha, dừng ở chị Nguyễn Hồng Phượng. Số điện thoại quá trời số 4 luôn vậy. Số điện thoại quá trời số 4 luôn. 012 mấy số 4 vậy? Cái gì? 2 6 số 4 mà em nói gì vậy? 012 6 số 4 61. Bạn Hồng Ngoạn Nguyễn Hồng Phượng, nhưng mà bạn Nguyễn Hồng Phượng không có kết bạn theo dõi Facebook của Vi rồi là không được rồi bạn yêu ơi. Bạn nhớ bấm cấp bạn theo dõi Facebook của Vi nữa nha. Rồi làm lại nè, tiếp tục chọn một người khác nha các bạn nhớ. Bây giờ Vi nói lại cách chơi nha, chứ nãy giờ nhiều người chúng mà không có làm đúng cái thể lệ. Các bạn chỉ cần chia sẻ lên tường mình ít nhất 3 lần và chế độ công khai nghe, quả địa cầu á. Bước thứ ba các chị comment cho Vi, bước thứ hai các chị comment số điện thoại cộng với chữ đã chia sẻ. Bước thứ ba là chia sẻ lên tất cả các hội nhóm, chụp màn hình lại cho Vi và kết bạn Facebook, theo dõi Facebook của Vi nha. Mỗi ngày Vi đều có mini game tặng quà mấy chị hết. Ở đâu mà bán cái túi mình với 29.000. Đây là mini game tặng quà tri ân khách hàng, mỗi ngày Vi đều có mini game tặng quà nha. Rồi tiếp tục chọn người tiếp theo là ai đây? Em dừng ở comment của chị Minh Lê. Minh Lê đi em. 0969337. Minh Lê không có kết bạn theo dõi Facebook của Vi là không được nha. Phải kết bạn theo dõi Facebook của Vi nữa nha. Tiếp tục các chị yêu ơi. Bạn Minh Lê, mình làm lại nha. Rồi Vi chọn một người khác nha các chị yêu ơi, nhớ nha. Nhớ là phải kết bạn Facebook của Vi, theo dõi chế độ công khai, chia sẻ chế độ công khai ít nhất 3 lần lên tường nè. Rồi, chúc mừng chị Gấm Trần. Đây, chị Gấm Trần làm quá trời cái hình mà quà tặng gì tùm lum hết. Chị Gấm Trần lại không có kết bạn nữa chị yêu ơi, không có theo dõi là không được. Các chị phải bấm vào Facebook La Võ Khánh Vi, các chị theo dõi Facebook La Võ Khánh Vi nha. Mình làm đúng thể lệ thì mình mới nhận quà được nha. Tại vì cái này là Vi bán lỗ rồi, nên là các bạn nhớ là mình làm đúng thể lệ cho Vi nha.
chia sẻ chế độ công khai lên tưởng nhất 3 lần, comment cho số điện thoại của mình cộng với chữ đã chia sẻ nè. Các bạn theo dõi Facebook của Vi, chia sẻ lên tất cả các hội nhóm nha. Rồi tiếp tục nhanh lên nào các chị ơi, để không làm mất thời gian các chị nữa. Em chọn chị Moon Nguyễn. Moon Nguyễn nè em. Moon Nguyễn. Moon Nguyễn lại không kết bạn theo dõi Facebook của Vi nữa rồi. Mọi người ơi, tại sao vậy? Ngày nào cũng Vi cũng có mini game hết mà. Các bạn nhớ theo dõi Facebook của Vi nha. Mình làm đúng thì mình được nha. Còn mình làm không đúng thể lệ thì Vi đã nói trên live rồi. Tất cả mọi người mình làm đúng theo thể lệ thì mình sẽ được nhận quà. Còn nếu mà mình không làm đúng á thì phần quà sẽ nhường cho chị khác nha. Như vậy cho nó công bằng nha các chị yêu ha. Vi rất là công bằng luôn. Vi sẽ gọi điện thoại trực tiếp ngay đây giao quà tận nhà các chị yêu luôn. Rồi tiếp tục chọn một người khác đây. Người tiếp theo là ai đây? Chúc mừng Cẩm Thu nè. Cẩm Thu số điện thoại là 01637 01639 773 062 em. Hả, comment tiếp đi nào các chị yêu ơi. Rồi nè các chị, các chị thấy không? Có theo dõi Facebook của Vi nè. Đó. Có chia sẻ một lần nè, hai lần nè, ba lần. Rồi ok Cẩm Thu nha. Cẩm Thu nhớ inbox cho chị nha. Rồi gọi điện thoại cho Cẩm Thu luôn. Vi chơi là rất là công bằng. Dạ alo. Alo, chào bé Cẩm Thu nè. Dạ chào cô. À, buồn quá, buồn 5 giây. À, em ở đâu vậy bé? Dạ con qua Sóc Láng nha cô. À rồi rồi, cảm ơn con nha. Dạ. Rồi chúc con ngày vui vẻ nha. Dạ cảm ơn cô. À chào con, tim buồn vỡ. Buồn quá. Cho 5 phút mặc niệm, buồn quá, gọi mình là cô. Rồi, quá buồn. Quá buồn, bây giờ chơi tiếp không nè. Chơi tiếp không nè các chị yêu ơi. Đây, rất là xinh luôn các chị yêu ơi. Rất là xinh luôn nha. Này bởi vì quên nè. Tiếp tục các chị yêu ơi, tiếp tục các chị yêu ơi, cho mã đi em. Anh em M43. Rồi tiếp tục các chị yêu ơi. Rồi cái túi này, túi bling bling cầu vòng siêu siêu hot như vậy, ngày hôm nay sẽ bán đồng giá 99.000. Dành cho chị nào comment đúng cú pháp của Vi nha. Rồi cho chị một cái ghim comment đi em. Đấy, rất là xinh luôn, rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment liền cho Vi là M43 nha các chị, 99k thôi. Chỉ dành cho chị nào có chia sẻ like và comment liền cho Vi là M43 cộng với số điện thoại của mình nha. Comment đúng cú pháp Vi đọc tên nha các chị. 99k rất là đẹp. Đây các chị nhìn nè, có cái móc Dior ha. Ở phía trước này nó là cái lung linh lấp lánh rất là xinh. Diorama. Diorama cầu vòng nha các chị. Đây bên trong nè. Đó, cái dây đeo của nó là dây da với xích nha các chị. Rất là xinh luôn. Sao mà không đem chị mà mỗi cầm không vậy? Đây dây đeo nè, rất là xinh luôn nha. Chị nào lấy cầu vòng comment liền cho em là M43 màu cầu vòng cho Vi nha. Có rất là nhiều màu luôn. Bây giờ Vi lên màu đây các chị yêu ơi. Chị nào lấy comment M43 99k nha các chị ơi. Lần sau kêu bằng chị nha, để cô đừng buồn nữa. Hình như nó hơi bị sai sai. Ok nha Cẩm Thu, em cứ gọi chị là chị nha, cho nó trẻ nha. Rồi Phương Thảo ok nè, trả hàng cho Phương Thảo có nha. 99k các chị ơi, rất là đẹp nha. Đảm bảo với các chị không bao giờ kiếm được cái túi này ở ngoài thị trường bán. Thị trường bán là tầm 200 mấy trở lên nha. Vi bán 99k dành cho chị nào comment đúng cú pháp nha các chị yêu ha. Hoàng Bình em ok nè. Ok đi mấy đứa. Nguyên Nguyên em ok nè. Rất đẹp luôn các chị yêu ơi. M43 kèm số điện thoại của mình luôn. Đình Huy, Khánh Vi rất xinh các chị yêu ơi. Mới vừa cập bến luôn nha. Và hôm nay Vi bán với giá siêu ưu đãi cho các chị luôn. 99.000 thôi, rất là xinh, rất là đẹp. Đây mẫu đeo các chị thấy không? Mẫu đeo là cực kỳ xinh luôn các chị yêu ơi. Thu hút mọi ánh nhìn luôn. Ok Cẩm Thu nha. Chị nào lấy, chị Thu Phạm nha. Chị nào lấy comment M43 kèm số điện thoại liền nha. Phương Thảo em ok nè. Nguyên Nguyên ok nè, rất đẹp luôn. M43 M43 kèm số điện thoại mấy chị ơi. Chị nào comment đúng cú pháp được giá 99.000, có chia sẻ like được giá 99.000 thôi nha các chị. 99.000 bán như cho, bán như tặng mấy chị luôn. Ở phía trước là các chị rất là đẹp, Vi cà thử cho mấy chị xem ha.
không hề có gì hết luôn nha các chị, rất là xinh luôn, đảm bảo thu hút tất cả mọi nhìn. Định Huy Khánh Vy có hàng rồi, mình comment một lần giùm em thôi nha mọi người. Để mà nhanh chóng mình mua hàng thì mình nhớ là comment đúng mã số và chia sẻ like cho Vy nha, và inbox cho Facebook La Võ Khánh Vy tên, số điện thoại, địa chỉ để nhận quà nha các chị. 99k thôi, Vy Nam chờ xíu nha. Mon Nguyễn ơi, rất đẹp, rất xuất sắc luôn. Đình Huy Khánh Vy ơi, comment một lần thôi nha em ơi. Em ok chị Thảo Linh Phan. Đây có màu vàng nè, cái màu đủ màu như vậy Vy gọi là màu cầu vồng ha. Đây Vy có màu hồng nữa nha các chị, màu đen nha, màu đỏ nè, màu trắng nè, màu nào cũng xinh, màu nào cũng xuất sắc hết. Chỉ cần comment đúng cú pháp Vy ok là ok liền nha. M49 là sai rồi nha Kim Mưa Cương ơi, mẫu này là M43. Comment M43 cộng với số điện thoại nha. 99.000 thôi các chị, 99.000 mà đẹp xuất sắc luôn, đẹp bá cháy mà bán như là tặng các chị luôn. Nghi Nguyễn em ok nè, rất đẹp các chị ơi, rất okay, là tuyệt chị vời. Nguyễn Thị Ngọc Thảo siêu đẹp các chị ơi, trong cái mùa mà bling bling nó siêu hot như vậy thì bà bán cái túi này bán 99.000 là tri ân, là tặng quà mấy chị luôn. Không có một ai bán cái túi này với giá 99.000 hết, rất tuyệt vời. Kim Cương ơi, mẫu này là M43 nha. Em ok chị My Nguyễn nha. Cúc Đào em ok nè, em chưa hiện mà comment cho nó hả. Cúc Đào em ok nè, My Nguyễn em ok nè. Rồi chị nào em ok là có em hàng okay, hết chị nha. Hồ Xuân Hoa, Phương Ni ok nha, comment M43 cộng với số điện thoại của mình để được giá 99.000 nha. Trong cái thời đại mà bling có lấp lánh này đang hot trên thị trường như vậy mà mình mua được cái túi này có 99.000 là hơn tất cả mọi người luôn nha các chị. Chị nào lấy comment M43 cộng với số điện thoại của mình, comment đúng cú pháp là có hàng nha các chị yêu ha. M43 cộng với số điện thoại nha. Như Hảo em ok nè, Kim Cương em ok, Mai Anh Trang em ok nè. Ok chị Nguyên Nguyễn nè, chị Diệp Anh Trần, Hoàng Bình nè, Hoàng Bình ơi comment lại giùm chị nha, chưa thấy comment của em. Phương Ni ok nè, chị Trần Cao Kim Hằng, rất đẹp các chị ơi, rất là tuyệt vời luôn. 99k các chị ơi, ship 30.000 toàn quốc nha các chị, qua shop lấy vẫn được nha. 99k các chị ơi, rất là đẹp luôn. Rồi đi qua mẫu khác nha. Qua mã nha các chị ơi, Kim Cương em ok rồi, comment một lần giùm em thôi các chị ơi. Như Hảo em ok rồi nha. Rồi đi lên tiếp, cái mẫu này rất là đẹp luôn. Mẫu đeo cái này đi, rất là xinh luôn nha các chị ơi. Hôm nay là lên rất là nhiều hàng mà gọi là siêu phẩm luôn đó nha các chị nha. Rất là xinh nha. Huỳnh Nguyễn Thị Ngọc Thảo ok nè. Hoàng Bình hồi nãy ok rồi phải không? Ok rồi, có tên của em rồi em ơi. Đời của em ok nè, Ngân Lê ok nè, Thấy Hà Mỹ Quý nha. Rồi tiếp tục nha các chị ơi, hôm nay bán với giá là siêu phá đảo thị trường luôn. Cho nên là mọi người lấy comment đúng cú pháp và số điện thoại cho Vy nha. Chị ơi có không? Trinh Phạm chưa thấy. Trinh Phạm ơi, comment mã số M43 cộng số điện thoại nha. M43 nha Ngân Lê ơi. Rồi lên tiếp các chị ơi, siêu phá đảo thị trường luôn các chị ơi. Siêu phá đảo thị trường. Thị trường người ta mà bán mà phá giá cỡ nào là cũng phải tầm 280, 290, 350 trở lên. Hôm nay Vy bán 199.000 miễn phí ship toàn quốc cho cái mẫu này. 199k miễn phí ship toàn quốc, đặc biệt cho cái mẫu này nha các chị. Đặc biệt cái mẫu này được miễn phí ship toàn quốc là tri ân khách hàng này các chị, rất là xinh luôn. Đấy các chị nhìn ha, cực kỳ xinh. Đây, da rất là mịn nha các chị. Cái này mình cầm theo cái dạng cờ lách như vậy cầm vẫn được, hoặc là đeo chéo như vậy cũng rất là xinh nha các chị yêu ha. Cái tướng nó bét ghê luôn. Đó, rất là xinh nha các chị. Ở trên đây nè, nó có ngôi sao ha, nó có turo cực kỳ xinh luôn. Dây đeo rất là đẹp nha các chị. 199.000 các chị yêu ơi, cho mã số điện thoại chị đi. Đây ở giữa nó có dây, có hai ngăn nha các chị, rất là xinh. Mình đeo như một cái cờ lách cũng được. M43 còn sót của chị Lý Kim kìa. Rồi ok, Như Kiều ơi comment lại chị đi nha em ơi. Chị nào comment đúng cú pháp video ok là có hàng nha các chị yêu ha. Comment đúng cú pháp và chia sẻ like là có hàng nha. Cái này mẫu này, mẫu này mẫu gì đây? M44 các chị yêu ơi. Rồi cái mẫu này là M44, hai màu, màu đen và màu bạc nha các chị, rất là xinh. Phía sau là da mịn nha, ở phía trước nó lấp la lấp lánh như vậy nè, lên cực kỳ xinh như một hot girl luôn các chị yêu ơi. Chị nào lấy comment liền M44 giá 199.000, riêng cái mẫu này Vy free ship toàn quốc luôn, Vy miễn phí ship toàn quốc cho các chị yêu luôn ha. Mua kèm những túi nhỏ được miễn phí chung luôn các chị yêu ơi. Mai Nguyễn ok nha, Vy cảm em ok nè. À chị Minh Lê bây giờ mới thấy, chị Minh Lê ơi. Rồi tiếp tục các chị yêu ơi. Em lấy mẫu Như Kiều hả? Rồi ok chị Như Kiều, comment số điện thoại giùm Vy nha. Comment mã số và số điện thoại mới được cho các chị. Mẫu này là M44 các chị yêu ơi. M44 kèm số điện thoại cho Vy nha. Ok Dư Huyền, ok Ngọc Diệp Nguyễn, comment một lần giùm Vy nha. Rồi Như Kiều ok một lần rồi. Thư Nguyễn ok nha. M44 kèm số điện thoại cho Vy nha. 199k kèm số điện thoại nha các chị yêu ha. Rất đẹp, mà riêng cái mẫu này được miễn phí ship toàn quốc.
Rồi tôi qua mẫu khác nha các chị yêu ha. Chị Bin Nguyễn. Kiếm cái áo nào mà một màu thôi. Đổi đi, không ai đổi đi. Ủa cái áo nó cũng màu đen mà. Kiếm áo nào một màu đi. Vi Cẩm ok nè. Kenko ok nè. Comment mã số M40 mấy cộng với số điện thoại cho Vi nha. Khang Duy Vi ok nè. Các chị nhớ inbox cho Facebook La Võ Khánh Vi nha. Vi sẽ gọi điện thoại nữa nhưng mà sợ là bị sót đơn đó các chị yêu ơi. Mai Lê ok nè. Phan Hoài Thương ok. Hôm nay là bán hàng gọi là tặng quà, gọi là tri ân các chị yêu luôn. Không có bao giờ có một cái giá phá đảo thị trường như vậy ha các chị yêu ha. Vân Nguyễn ok nè. Trần Ngọc Trâm ok nè. Như Kiều ok nè. Rất đẹp các chị ơi. Ngọc Diệp Nguyễn Vi ok rồi. Chị ơi comment một lần nhìn Vi thôi. Cho chị cái bôi đá size lớn đi em. Cho chị cái bôi đá size lớn đi em. Ủa hết rồi hả? Hên ghê. Hết màu đá. Sen Nguyễn em ok nha. Cúc Lâm em ok nè. Vi Cẩm ok rồi. Em ơi comment một lần chị thôi nha. Rồi lên tiếp các chị yêu ơi. Trần Ngọc Trâm M43 cộng số điện thoại đi em ơi. Rồi tiếp tục Như Kiều ok nè. Rồi đi qua mẫu các chị yêu ơi. Rất xinh rất đẹp luôn. Cho mẫu này đi em. Mẫu này hả? Mẫu này bao nhiêu? Cho mẫu này đi. Mẫu này đang cực kỳ hot. Đây. Mẫu này đang rất là hot, rất là đẹp các chị yêu ơi. Mẫu này đang rất là hot, rất là đẹp luôn nha. Rồi tiếp tục chị nào comment đúng cú pháp và mã số thì VOK có hàng nha các chị. Thư Phạm hay còn sót, Thư Phạm VOK nè. Thùy Linh Nguyễn Thị ok nè. Ngân Nguyễn ok nè. Trần Ngọc Trâm chị ghi rồi em ơi. Bảo Lâm ok nha. Các chị nhớ comment phải comment đúng cú pháp VOK mới có hàng nha các chị. Hôm nay là bán giá là siêu phá đảo thị trường. Sau cái like này Vi sẽ tắt like luôn. Vi sẽ chỉ bán cho chị nào có comment mã số cộng với số điện thoại thôi. Sẽ trả hàng qua comment của các chị nha. Nhớ các chị inbox cho Vi tên số điện thoại địa chỉ sẽ nhanh hơn là đợi các bé gọi điện thoại từng người nha. Rồi tiếp tục các chị yêu ơi, mẫu này đang rất là xinh. Năm nay là cái năm mà lấp la lấp lánh và cái năm mà da bóng như thế này nè là đang là cực kỳ hot nha các chị. Bởi vì nó rất là sang, rất là sang, rất là xinh luôn. Lên đi em. Rất sang, rất xinh luôn. Như Kiều ok rồi em nha. Liên Hồ em ok nha chị yêu ơi. Ngân Lê ok nè, rất đẹp đấy. Năm nay là cái túi này là đang hot nha các chị. Cái túi này đang cực kỳ hot nha. Rồi Vi lên mã đi em. Rồi đây các chị yêu ơi, rất đẹp nha. Đó, rất là đẹp luôn các chị yêu ơi. Xuất sắc luôn ha. Form phải nói là xuất sắc luôn. Đó, Vi đeo thử cho mấy chị xem nè. Đó, các chị có thể đeo chéo như mẫu cũng được, hoặc là đeo vai như Vi cũng được, rất là sang. Năm nay cái da này là năm hot nha các chị nha. Năm nay cái da này đang rất là hot luôn. Đang rất là hot, siêu phá đảo thị trường luôn. Chị nào có những chiếc túi da bóng da đẹp như thế này là siêu 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 đẹp nha các chị yêu. Cảm ơn anh Quốc Ninh nha. Rồi cái mẫu này các chị ơi, cho mẫu đây nè. Mã số T66 299.000. Đảm bảo với các chị luôn, hàng super thế nào không có bao giờ mà các chị mua với giá 2XX như vậy đâu nha. Hàng super như thế này mua ở ngoài thị trường là tầm 550-650. Ngày hôm nay Vi sale còn 299.000 tri ân khách hàng cho chị nào comment T66 cộng với số điện thoại cho Vi nha. Ở đây nó có in chữ nè các chị thấy không? Khắc chữ nha. Hai nắp luôn nha các chị. Lót da đỏ, in logo, in chữ và có thẻ đầy đủ luôn các chị yêu ơi. Hàng siêu siêu cấp như vậy mà Vi bán có 299.000. Chị nào lấy comment liền mỗi cái chỉ còn có 1-2 cái thôi. Nhanh lên các chị yêu ơi. Giá siêu khách hàng chỉ còn 299.000. Comment T66 cộng với số điện thoại cho Vi nha. Bề ngang tầm 26cm nha các chị. Siêu đẹp mấy chị ơi. Rất đẹp luôn các chị ơi. Rất là xinh, rất là đẹp luôn nha. Siêu sang luôn nha các chị yêu ha. 299k kèm số điện thoại cho Vi. T66 kèm số điện thoại cho Vi nha. Các Ngọc còn sót đơn của Các Ngọc. Ok Các Ngọc nha. Bin Nguyễn chưa thấy comment em ơi. Comment T66 cộng số điện thoại nha các chị. Rất đẹp các chị yêu ơi. Ma con có hàng cho ma con liền nha. Cái giá này là Vi tri ân nha các chị yêu ơi. Nhưng cho nên là không bao giờ có một cái giá này trên thị trường. Các chị lấy comment liền số điện thoại cộng với lại mã số là T66 Vi ok là có hàng, không ok là không có hàng nha các chị á. Nếu mà chị nào mà Vi chưa có ok á, comment của mình bị ẩn á, thì các chị inbox cho Vi liền nha. Ngọc Diệp Nguyễn Vi ok rồi. Chị ơi chị comment 2 lần là bên Vi sẽ trả hàng 2 lần lần đó. Võ Thanh Khương Vi ok nè. Rất đẹp các chị yêu ơi. Rất đẹp nha. Rất đẹp nha các chị yêu ha. Hai màu, màu đen và màu đỏ nha các chị.
màu đen và màu đỏ nha, rất là xinh luôn. Rồi Vi qua mẫu nha các chị yêu ha, qua mẫu nha. À Vi lên tiếp cái ví nam này các chị yêu ơi, nãy giờ các anh các chị rất là nóng lòng cái ví nam này luôn. Nguyễn Quyên ok nè, Nguyễn Nhiều ok nè, các chị đó đang là nóng lòng cái ví này nha. Nguyễn Thùy Dương, Trương Trang ok nè, rất đẹp các chị yêu ơi, rất là đẹp luôn nha. Mẫu này giá gốc Vi đang bán là 550.000, ngày hôm nay Vi đang sale với giá cực kỳ sốc. Full hộp như thế này nha các chị, full box như vậy luôn. Vi sale còn 199.000, miễn phí ship COD toàn quốc luôn nha các chị, miễn phí ship COD toàn quốc dành riêng cho cái mẫu này nha. Phương Nguyễn em ok, hàng rất là hot nha các chị, comment mã số cộng số điện thoại liền nha. Mới có hàng nha các chị. Thùy Dương, Trương Trang em ok, có hàng nha chị rồi, comment một lần thôi nha chị. Mẫu này rất xinh các chị, nhìn nè, da rất là mịn. Đây Vi mở ra cho mấy chị xem, full hộp luôn nha, full hộp nha, rất là xinh luôn mà da siêu là mịn luôn nha các chị, đừng đụng đèn của chị cơ. Rất là xinh luôn các chị, bên trong nó có hai ngăn nè, đó, rất là nhiều ngăn các chị, để thẻ để hình couple được luôn nha. Da siêu mịn màng như vậy, hàng super như vậy, bán 199.000, miễn phí ship toàn quốc. Chị nào lấy comment ví nam cộng số điện thoại cho Vi, ví nam cộng số điện thoại cho Vi nha. Rất là nhiều màu luôn các chị yêu ơi, Vi có màu đè, màu nâu nè, rất là nhiều màu và rất là nhiều mẫu luôn, để xa quá không thấy đâu em ơi. Đấy, rất là nhiều màu và rất là nhiều mẫu luôn. Comment là ví nam cộng với số điện thoại, Vi sẽ inbox cho các chị xem và lựa màu luôn nha. Lựa màu, lựa hình qua inbox, chụp hình cho mấy chị xem luôn. 199.000, miễn phí ship COD toàn quốc khi các chị comment là ví nam cộng với số điện thoại của mình, nhớ chia sẻ like nha. Rất là xinh luôn nha các chị yêu ơi. Rồi Vi qua mẫu khác nha, Trần Thị Ngọc Diễm ok T66 nè. Rồi Vi qua mẫu khác nha, qua mẫu là hết hàng nha các chị, comment nhanh tay lên nha các chị yêu ha. Rồi Vi qua mẫu khác đây. Nên hôi mét mấy cái gì, hôi mét đồ này, cái lì đó, rắn rồi đó, hôi mét size 30 rồi đó em, hôi mét rắn hồng mới về cái màu đủ màu không. Ok Nghi Nguyễn nha, rất đẹp các chị yêu ơi, rất đẹp. Thảo Linh Phạm em ok nè, rất là xinh luôn. Rồi để Vi xem còn sót comment của ai nữa. Nguyễn Nhiều em ok chị rồi, chỉ comment một lần giùm Vi thôi nha, rất đẹp nha. Hồng Mớm ok nè, Thùy Dương, Trương Trang ok nè, Ánh Tuyết Vi ok nè, rất đẹp các chị yêu ơi. Ngân Nguyễn ok, hàng rất là đẹp, hàng rất là xuất sắc luôn, Vi nhìn là Vi còn mê nữa đây. Da rất là mềm, rất là mịn luôn nha. Cái phơm này phơm to, các chị bỏ vào những cái bằng lái xe là vô tư luôn nha các chị, rất là đẹp luôn. Tặng cái này phải nói là chồng yêu suốt đời suốt kiếp nha các chị yêu ha. Tặng là chồng yêu suốt đời suốt kiếp nha, rất là đẹp luôn, đi đâu cũng nhớ tới mình hết. Đi đâu mà mở tiền, mở bóp, lấy cái bóp ra trả tiền là nhớ tới mình liền. Đi với con nào mà lỡ cái bóp, mở cái bóp ra cũng hết hồn, nhớ tới vợ liền nha các chị. Bởi vì sao? Ví rất là đẹp. Ánh Tuyết Vi ok nè, comment ví nam cộng số điện thoại nha các chị yêu ơi. Trúc Trương em ok nè, chị nào Vi chưa ok inbox cho em nha. Nư Trương em ok nè, Phùng Thị Nhi ok nè, Thu Ngọc em ok nè, rất đẹp các chị yêu ơi. Đem theo lúc nào cũng đem theo trong mình hết, là honey là chồng là lúc nào cũng nhớ tới mình nha các chị yêu ha. Cảm ơn Ken Cu nha. Châu Seri ok nè, Châu Jenny ok nè, rất đẹp các chị yêu ơi. Nguyễn Ngọc Hoa còn sót đơn của Nguyễn Ngọc Hoa ok nè, rất đẹp nha. Họ 199.000 và được miễn phí ship COD toàn quốc, đảm bảo với các chị luôn. Cái ví này Vi đang bán là 550 nha các chị, mà hôm nay Vi sale chỉ còn có 199.000 thôi, được quyền kiểm tra khi nhận hàng nha các chị. Rất là đẹp luôn các chị, nhìn ở bên trong nó có lót nữa các chị thấy không, rất là nhiều ngăn luôn nha. Size foam to nha, da rất là mềm, rất là mịn luôn. Đấy, full hộp như vậy làm quà tặng nha, kiểu gì cũng có lời hết. Phương Nguyễn ok nè, Annie Nhâm Nhem ok nè, Huỳnh Nguyên ok nè, rất là đẹp. Comment ví nam số điện thoại nha các chị. Dương Khả Hơn ok, 199.000 miễn phí ship các chị yêu ơi, 199.000 miễn phí ship toàn quốc nha, rất là đẹp luôn. Rất là nhiều mẫu, cái này nhiều mẫu lắm nha các chị, có thể nếu mà thích cái mẫu này chỉ cần chụp hình cho em hoặc là nhớ cái mẫu cho em, còn nếu mà muốn xem thêm mẫu á thì inbox em gửi hình cho mấy chị lựa luôn nha. Tiên Nguyễn em ok nè, rất đẹp, 199.000 miễn phí ship toàn quốc, comment bóp nam cộng số điện thoại cho Vi nha. Rất đẹp, cái này mà đeo bên mình là luôn lúc nào cũng nhớ về mình hết. Cái này mà honey hay là chồng á, honey bồ bịch hay là người yêu á, đeo theo bên mình là lúc nào cũng nhớ về mình hết. Mở ra mở tiền là nhớ tới mình liền, nhớ tới mình liền. Rất là đẹp các chị yêu ơi. Hoàng Bình ok nè, My Nguyễn ok nè, rất đẹp các chị yêu ơi. 199.000 miễn phí ship COD toàn quốc nha. Chị dán mi, chị dán mi em ơi. Rất đẹp các chị yêu ơi. Rồi qua mẫu nha, rồi Vi qua mẫu các chị. Hôm nay rất là nhiều hàng đẹp dành cho các chị luôn. Nguyễn Quyên em ok nè, rất đẹp các chị yêu ơi. Rồi,
Vi còn tổng cộng là cái mẫu này hình như là còn 3 cái màu cam mấy chị ơi, lên từng màu thôi em. Còn 3 cái màu cam nha. Ba lô đinh rồi, chuẩn bị ba lô đinh luôn. Rồi ví Nam Nguyễn Nguyên ok nè, rất đẹp các chị ơi. Mọi người tiếp tục chia sẻ like nha. Tiếp tục chia sẻ like, mọi người nhớ cái giá này là Vi tri ân khách hàng cho nên mọi người nhớ chia sẻ like nha. Rất đẹp, rất đẹp. Linh Thùy ở inbox nha. Thảo Linh nè, ok nè. Rồi cái mẫu này qua mẫu rồi nha các chị nha. Mẫu này rất đẹp. Mẫu này Vi còn 3 cái màu cam nha các chị. 3 cái màu cam nha. Giá gốc là 580 nha các chị yêu ha. Giá gốc là 580, size 30 nha mọi người. Cái này mà đi công sở là sức hết sảy luôn. Đi tiệc, đi công sở là rất là sang, rất là sang chảnh mà hết sảy luôn nha. Vi Ly Nguyễn em ok nè. Tụi em đọc comment ok phụ chị em. Tôi có sót comment nào không em? Đây rất đẹp các chị, comment đúng mã số nha. Cái này giá nhiêu? Tiếp tục các chị ơi, mẫu này chị nào lấy comment liền V98 các chị ơi. 379.000 là Vi show hàng cho mấy chị xem nè. Đó, cái quai rất là mảnh nha, hàng siêu cấp nha các chị. Ở đây in chữ khắc chữ nha. Đi công sở mà đeo cái này là hết sảy luôn mấy chị ơi. Công sở mà đeo cái này đi chơi đi tiệc là hết sảy luôn ha. 379k. Ở bên trong nó có lót da nè các chị, rất là đẹp nha. Hàng siêu cấp như thế này các chị mua ngoài store là phải tầm 1 triệu mấy trở lên đấy. Đây, ở bên trong nó có dây đeo, nó có ổ khóa ha. Nó có sổ thẻ đầy đủ luôn nha. Hàng siêu cấp như thế này mua ngoài shop phải tầm 1 triệu mấy nha. Form bên Vi rất là đẹp, rất là đẹp, rất là đầy đặn luôn nha các chị yêu ha. 379k, chị nào lấy comment liền V98 kèm số điện thoại cho Vi nha. V98 kèm số điện thoại cho Vi. Đi công sở, đi làm, đi chơi, đi tiệc đều đẹp hết. Ví Nam ok Bin Nguyễn nè. Rồi các chị nhớ là comment đúng mã số của Pháp Vi ok nha các chị yêu ha. Chị nào Vi chưa thấy comment thì inbox cho Vi kiểm tra nha. Đây màu cam nha. Rồi tiếp tục Vi lên màu cho các chị lựa đây. Màu hồng nha các chị yêu ha. Màu hồng Vi còn 2 cái thôi. Sale giá 379 tri ân khách hàng nha. Giá gốc 580.000. Rồi size 30 đây các chị, rất là xinh, rất là đẹp luôn. 379k. V98 kèm số điện thoại cho Vi. Màu đỏ đi các chị yêu ơi, trời lấp lánh rực rỡ luôn ha. 379k, mã số V98 kèm số điện thoại cho Vi nha. Ba lô đinh chờ xíu em ơi, chuẩn bị ba lô đinh đi nè. Màu xanh rêu đây các chị yêu ơi, rất đẹp luôn, rất đẹp nha. 379k kèm số điện thoại cho Vi nha. Màu bạch tạng nha các chị yêu ha. Rất là đẹp, đi công sở là khỏi chê luôn. Và hàng siêu cấp như vậy các chị mua ngoài shop là phải tầm mà nếu mà bán online họ bán cũng tầm 400 mấy nha các chị. Bên Vi chỉ có 379.000 thôi. Đó, rất là đẹp ha. Màu đen này các chị yêu ha, cực kỳ xinh luôn. V98 kèm số điện thoại cho Vi nha. Ok chị Thúy Nguyễn nè. Đọc comment ok đi em. Màu nâu đây các chị yêu ơi. Rất là đẹp nha các chị yêu ha. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi qua mẫu nha các chị yêu ơi. Nhiêu đây em? Rồi tiếp tục lên ba lô đinh đi các chị yêu ơi. Phạm Phượng em ok nha. Các chị ơi, do một số cái comment là Vi không có thấy được đó, do là mình ví dụ như là các chị chưa có kết bạn với Vi là Vi nhiều khi Vi không có thấy comment thì các chị thông cảm. Mình inbox cho Vi nha, inbox cho Facebook La Võ Khánh Vi nha. Còn chị nào mà có comment có chia sẻ Vi ưu tiên trước, Vi trả hàng trước nha. Bởi vì bên Vi là chuyên mỏ sĩ các chị yêu ơi. Thúy Nguyễn Hải Kim nha. Bên Vi là chuyên mỏ sĩ nha các chị. Phạm Phương nè. Cho số Zalo sĩ đi em. Đây, bên Vi là chuyên mỏ sỉ cho các chị. Chị nào lấy số lượng từ 5 cái trở lên là Vi tính có giá sỉ cho mấy chị luôn. Rất là hot, số điện thoại Zalo sỉ bên Vi 0969645215, 0963232273. Chuyên mỏ sỉ, chuyên đổ buôn đến tất cả những cái shop và những cái chợ đầu mối trên toàn quốc, miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Chỗ nào Vi cũng sell, Vi cũng ship tới tận nhà luôn nha các chị yêu ha. Bán online, bán hội chợ hay là bán shop hay là bán ở đâu là Vi cũng đều ship tận nơi hết. Các chị lấy số lượng lớn là Vi giao hàng tận nơi nha các chị yêu ha. Bên Vi là chuyên bỏ sỉ trùm tận gốc luôn nha các chị, nên là không có yên tâm, không có phải lo lắng gì về giá cả hết. Rồi cái mẫu này ba lô đinh này, cho mẫu đi cho giá đi em. Chưa thấy comment em ơi. Rất đẹp các chị ơi, nãy giờ chị nói đem comment đó.
rất đẹp các chị ơi. Mã số là V04 các chị ơi. V04 giá 279k. V04 giá 279k các chị nhìn nè, đinh nó đính, nó đính cả hai vòng bên đây luôn nha. Và đặc biệt cái mẫu ba lô đinh hàng cấp, hàng siêu cấp, hàng super như vậy thì các chị có thể đeo ba lô được và đeo chéo được luôn, rất là đẹp. Cái mẫu này các chị nhìn đi, đeo như vậy là siêu thu hút mọi ánh nhìn luôn, chụp hình mà sống ảo là triệu like luôn nha các chị yêu ha. Chưa có biết đến Paladin Super, Paladin Valentino thì đến với La Võ Khánh Vy để biết cái Paladin Valentino nó như thế nào nha. Rất là đẹp, 279.000 thôi các chị yêu ơi. 279.000, da rất là mịn luôn các chị nhìn nè. Da là siêu mịn luôn mà form lúc nào cũng phồng hết trơn á. Đấy, form lúc nào cũng phồng hết các chị nhìn nè. Đấy, vì chưa có bỏ đồ vô đấy mà form nó đã phồng, nó đã dày như vậy rồi ha. Rất là đẹp, form luôn luôn là đẹp, 279k. Comment rồi mới có hàng nha các chị, comment V04 cộng số điện thoại cho Vi nha. Cái mẫu này Vi còn đúng 5 cái thôi, chị nào lấy comment liền cho Vi nha. Hết hàng là tiếc lắm. Bên trong nè, hai cái dây đeo nha các chị, đeo ba lô được, đeo chéo được luôn. Ngân Lê ơi, thông cảm cho chị, inbox đang quá tải nha em. Đeo ba lô được, đeo chéo được luôn, rất là xinh. Cái này chụp hình sống ảo là triệu like nha mọi người. V04 kèm số điện thoại cho Vi nha. V04 kèm số điện thoại cho Vi nha. 279k. Rồi Vi qua mẫu khác nha các chị yêu ơi. Qua mẫu nha. Cái Club Valentino còn màu gì? Ủa, ví dây kéo mini hết phải không? Ví mini dây kéo còn không? Cảm ơn Hồng Sinh, cảm ơn chị Hồng Sinh nha. Rồi, một số cái sản phẩm mà Vi sale rất là hot mà không thấy khách liên lạc, cho bây giờ Vi bung hàng đã luôn nha các chị yêu ha. Bây giờ Vi bung hàng là chơi hết, tôi chơi tới bến với mấy chị luôn. Cảm ơn chị Nguyễn nhiều nha. Rồi, Vi cầm tay đây, Club này mình cầm tay nha các chị. Đây mình gọi là Club Valentino. Valentino nó là cái khóa sập như vậy nè. Đó, có đính rất là nhiều đinh, rất là xinh luôn. Chuẩn bị lên hàng 39.000 cho các chị yêu nha. Còn hai cái thôi mấy chị ơi, còn hai cái. Hiếu Quỳnh ok nè. Dương Thả Hân ok, à chị ok, Dương Thả Hân rồi comment một lần chị thôi nha. Rồi cho chị mã này đi em. Nhiêu? Không mũi giờ hả? Mũi gì vậy? Ủa nó bị gì vậy? 5 triệu bán giá rẻ. Nó không cho chị bán giá rẻ hả? Chọn giá like á. Ok, rồi lên tiếp cái chị yêu ơi. À, Phan Hoài Thương ơi, em inbox cho chị nha. Em inbox cho chị để chị kiểm tra đơn hàng của em nha. Rồi cái mẫu này các chị ơi, V18, 99k thôi, quá đẹp. Các chị đi chơi, đi tiệc á, mình cầm tay như vậy nè. Đó, đi tiệc mình cầm tay đơn giản như vậy ha. Mình đeo chéo được luôn, cái này đeo chéo được. Nó có cái dây dài đeo chéo được luôn nha. Ở bên trong nó có hai ngăn nha các chị, da rất là mềm nha. 99k vì còn hai cái thôi. Chị nào lấy comment liền V98 cho Vi nha. Comment liền V98 kèm số điện thoại cho Vi nha. V18 kèm số điện thoại nha. V18 kèm số điện thoại cho Vi nha. Bên rồi Tuyết Anh ok nè. Còn một cái Tuyết Anh ok. Ok thì Dương nha. Rồi hết luôn, chưa có gắn dây xong hết. Rồi hết nha, hết V18. Hết V18 rồi nha, Vi còn hai cái. Nếu mà hai chị đó không lấy, các chị inbox cho Vi đi. Nếu mà hai chị đó không lấy, Vi sẽ bán cho các chị nha. Rồi, còn chị nào mà comment trên đây là Vi sẽ ưu tiên hơn. Tiếp tục các chị ơi, cái ví này rất là hot luôn. Rất là hot luôn, nhưng mà Vi bị sót đơn. Và đồng thời các chị có đặt hàng không có inbox cho Vi, cho nên là Vi bị sót đơn. Ví này tiếp tục bán giá siêu rẻ, không lợi nhuận, không lãi và thậm chí lỗ luôn. 39.000 các chị yêu ơi, 39k nha. Châu Jenny chị ơi, chị inbox cho em nha. Rồi cái mẫu này bán 39.000 các chị yêu ơi. Nhiêu? 39k, thấy chị Nguyễn Ngọc Hoa nha. 39.000 cái ví mini này rất là xinh xắn như vậy. Các chị nhìn cái da nha, da siêu đẹp nha. Hàng Vi là luôn luôn là hàng chất lượng nên các chị nhìn nè. Cái da nó có độ vân ha, rất là đẹp. Bên trong có rất là nhiều ngăn các chị để thẻ được luôn ha. Đấy, bên trong rất là nhiều ngăn, các chị có thể để thẻ được luôn nè. Đó, rất là xinh. Cái ví mini như vậy Vi cũng phải có một cái phải có trong mình. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều khi mình xài những cái túi nhỏ như vậy nè, không có bỏ được những cái ví dài, thì đây là một cái siêu siêu thông minh luôn ha. Mình bỏ tiền vô khi mình lấy ra nó cũng rất là ngăn nắp, rất là tiện lợi luôn. Chị nào lấy comment T36 số điện thoại liền cho Vi nha. Rồi Vi ok là Vi sẽ ưu tiên trước nha các chị. Và nhớ inbox cho Vi tên số điện thoại địa chỉ nha. Có 3 màu thôi, rất đẹp luôn.
Cái màu này là màu trắng sao hoa nè. Đó, 39.000 thôi. Màu nâu sao hoa nè. Màu này là màu xám Burberry, rất là sang nha. Nam nữ xài được luôn, tới shop mua vẫn được nha Tú Nguyễn ơi. Nhớ là chia sẻ like là được nha. Em ok chị Vivi Trần nè. Chị Diệp Nghi. Tuyết Anh comment tên xin thầy địa chỉ luôn rồi. Ở quận nhất ok chốt Tuyết Anh luôn. Vivi Trần ok nè, Diệp Nghi ok. Comment T36 kèm xin thầy cho Vi nha. Đình Huy Khánh Vi, Vi ok còn mấy cái nha em? Còn khoảng 10 cái nha các chị, view ok 10 người thôi nha các chị yêu ha. Chị nào ok là được ưu tiên nha các chị nha. Ok chị Nguyên Phạm nè. 39.000 các chị yêu ơi, comment cho Vi là T36 cộng số điện thoại nha. Ví này là tri ân khách hàng luôn, bán 39.000 không có lời một đồng nào luôn các chị, nhìn đi. Một cái móc như vậy nó đã bao nhiêu tiền rồi, bán nguyên cái ví này có 39.000 là quá trời rẻ luôn nha. Em ok chị Tiên Nguyễn nha. Bao nhiêu người rồi em? Ok chị Huỳnh Huỳnh nè, còn 5 người. Còn 5 người nữa các chị yêu ơi, comment là T36 cộng số điện thoại nha. 39.000 thôi, quá rẻ quá đẹp, bán trong cái like này giờ vừa bán mà vừa tri ân mà vừa tặng quà luôn. 39.000, chị nào comment đúng cú pháp là có hàng nha các chị. Ok chị Nhi Võ. Mình comment đúng cú pháp là có hàng nha. Tú Nguyễn hồi nãy chị ok Tú Nguyễn rồi đó. Tú Nguyễn inbox cho chị liền nha, M43 inbox liền. Thấm Nguyễn T36 ok chị Thấm Nguyễn nè. Em ok chị Loan Trương nè. Còn mấy người nữa em? Hai người. Ni ok Ni nè. Tiên Nguyễn em ok nè. Rồi hết, rồi qua mẫu khác nha. Chị nào mà Vi chưa có ok thì inbox cho Vi nha. Bởi vì nhiều khi các chị chưa có theo dõi Facebook của Vi á là nó không có hiện comment lên. Mọi người nhớ kết bạn theo dõi Facebook của Vi, ngày nào Vi cũng có mini game tặng quà các chị hết, rất là dễ thương luôn. Rồi tiếp tục các chị yêu ơi. Vi dài. Vi yêu Vi dài. Mã nè trời. AT37. Tiếp tục các chị ơi, chị nào thích cái ví dài hơn, Vi có cái ví dài hơn nha. Quý Ngô Nhung Trần ơi, chị inbox cho em nha. Trần Lê Trân em ok nha. Rồi cái mẫu này các chị ơi, T37. Mẫu này 79k, ví này là nam nữ xài đều được nha. Ví này nam nữ xài đều được, rất là xinh luôn. Mà cái này dạng ví dài thì các chị để tiền thẳng ra được ha. Rất là xinh nha, bên trong có rất là nhiều ngăn các chị để thẻ được luôn nè. Rồi chị nào lấy cái ví này comment là T37 số điện thoại cho Vi nha. 79.000 thôi. Nhiều người hỏi chứ tại sao em bán túi mà bán có vài chục ngàn lẻ. Bởi vì sao? Một cái túi nhiều khi là trong cái like á, Vi bán là Vi tri ân khách hàng nữa, cho nên là bán không có lãi luôn, không có lời gì hết. 39.000, 79.000 đã có lời một đồng nè. Đó, chị nào lấy comment liền T37 cho Vi nha. Rất là đẹp cái da nè, có cái độ vân luôn nha, siêu đẹp nha. Rồi qua mẫu khác nha. Vi có Hermes cho trung niên, dạ có chị Lê Hằng Mario, chị inbox cho Vi nha, nhân viên của Vi sẽ tư vấn và chụp hình cho chị nha. Dạ shop của em ở số 4K đường Lô A, Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8 nha chị yêu ơi. Đây, rất đẹp nha các chị. Số 4K đường Lô A, Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8. Các chị nào muốn tư vấn về túi tặng cho người lớn tuổi hay là túi dành cho người yêu hay là cái gì đó thì các chị cứ inbox cho Vi ha, nhân viên sẽ tư vấn cho các chị, chụp hình cho các chị luôn. Ở bên Vi là chùm chuyên sĩ, số lượng mẫu hàng mỗi cái mẫu á thì bên Vi có tầm là hơn 500.000 mẫu túi lận, cho nên là các chị cứ inbox cho Vi, mỗi một like Vi không thể nào lên hết tất cả các mẫu được. Các chị có thể inbox cho Facebook La Võ Khánh Vi nha. Mi Nguyễn em chào chị yêu nè. Thiên Yết nè, em ok chị Thiên Yết nè. Rồi các chị ơi qua mẫu nha, các chị lấy mẫu nào nhớ là comment liền cái mã số đó cho Vi nha. Rồi cho chị cái bedro đi em. Nguyễn Nguyên nè. Ok Nguyễn Nguyên rồi phải không? Em ok rồi phải không? Rồi tiếp tục các chị yêu ơi. Cái mẫu này là bedro cho chị. Cho chị màu hồng đi, màu hồng. Rất đẹp các chị yêu ơi. Năm nay bedro là lên ngôi các chị ơi. Bedro năm nay là lên ngôi. Rất đẹp nha các chị yêu ha. Mẫu này bao nhiêu em? 319. 319.000 mọi người ơi. 319k mã số đi. T22 các chị ơi, T22 nha. Ở đây nó có in cái chữ Petro nè. Đó, hàng siêu cấp nha mọi người. Cái khóa nó như vậy nha. Siêu đẹp mà xài rất là tiện, rất là gọn luôn, rất là dễ thương luôn. Cảm ơn Kim Anh nha. Chị nào lấy thì ngay bây giờ comment đúng mã số và số điện thoại, Vi có hàng cho các chị liền nha. Vi trả hàng liền nha các chị. Mẫu này giá gốc 550. Vi sale còn 319.000 thôi. Đây, ở bên trong nó có lót đỏ nè, các chị thấy không? Rất là xinh luôn nha. Hàng này là hàng siêu cấp bên Vi, rất đẹp. Đấy, các chị nhìn sau lưng nè. Đó, được quyền kiểm tra khi nhận hàng luôn nha. Mẫu này cực kỳ xinh, vẫn có thể đeo được hai kiểu luôn nha. Mình đeo vai cũng được và mình đeo chéo cũng được ha. Đấy, rất là xinh ha. Đấy, cực kỳ xinh. Dây đeo của nó là dây da phối xích.
Chị nào lấy comment liền cho Vi T22 kèm số điện thoại cho Vi nha. T22 kèm số điện thoại nè. Vi có màu hồng, có màu da, có màu tím, màu đen, màu xanh rêu và màu đỏ nha. Size 25 đẹp bá cháy bỏ chét luôn. Và tay là bao tay luôn nha mấy chị. Cứ tay là chọn metro cho Vi. Siêu tay luôn nha các chị yêu ha. Chị nào lấy comment T22 cộng số điện thoại liền cho Vi nha. T22 kèm số điện thoại liền nè. Rồi Vi qua mẫu khác nha. Đi ở Kim Tiến Khánh Hỏi nè. Cho lên đi ở Kim Tiến liền đi. Hưng ra đóng cửa lại, Hưng nóng quá, nóng quá vậy. Tóc máy lạnh, mắc cái quạt không chị ta. Hay là bấm máy lạnh đi. Ủa máy lạnh đâu rồi? 17 độ rồi hả? Sao 3 ngày nóng vậy ta? Đây, cái chị yêu rất đẹp. Đi ở Kim Tuyến đây ha. Thảo Thảo ok nè, T22 Thảo Thảo ơi, T22 nha. Rồi cái mẫu này qua mẫu rồi nha, cho chị mã và giá tiền nè. Rồi mẫu này V79 các chị ơi. V79 nha. 129k mọi người ơi, rất đẹp, rất đẹp. Giá gốc 250k. Vi sale chỉ còn có 129.000 thôi. Ship 30.000 toàn quốc nha các chị, có thể qua shop và mua với giá 129.000. Rất là rẻ, rất là đẹp luôn ha. Bling đang cực kỳ hot trên thị trường. Mẫu này đi đâu phải nói là thu hút tất cả mọi ánh nhìn luôn nha. Thảo Thảo em ok rồi nha chị yêu ơi. Chị nào lấy cái mẫu này comment cho Vi là V79 kèm số điện thoại nha. Đây mẫu đeo rất là xinh, các chị thấy mẫu đeo không? Cực kỳ xinh ha. Dây đeo là dây da phối với xích ở bên trong nè. Đó, bên trong nó có dây đeo chéo là dây da phối với xích, rất là đẹp luôn. Da rất là mịn nha các chị nha. Đây, cái mẫu này á, các chị nhìn nè, đó. Lấp lánh cả bốn mặt luôn. Mấy chị đi đâu là nhìn đi nhìn các chị là từ trong ra trước, từ trước ra sau, từ trái qua phải, từ phải qua trái, cỡ nào các chị cũng đẹp hết. Không cần biết mặc đồ bao nhiêu tiền ha, đeo túi của Vi là đẹp liền, đeo túi của Vi là xuất sắc liền. Đây, bên trong có lót nè các chị yêu ơi. Rất đẹp nha. 129k các chị yêu ơi. 129.000 đồng thôi, rất là rẻ. Chị nào lấy comment liền V79 kèm số điện thoại cho Vi nha. V79 kèm số điện thoại nha. Nghi Nguyễn like luôn. Rồi, suy nghĩ kỹ mẫu nào thích thì inbox khi mà nhân viên Vi gọi điện thoại chốt đơn, các chị nhớ mã số giùm Vi nha. Rồi các chị ơi, hoặc là các chị inbox cho bên Vi để mà Vi chụp hình cho các chị nha. Nhớ inbox cho Facebook La Võ Khánh Vi để mà có tên số điện thoại địa chỉ để Vi giao hàng nha. Rất là đẹp, các chị nhìn nè. Đó, đi đâu chơi mình cũng hết chị nó cưng. Đi đâu chơi, ok comment đi em sao vậy. Đi đâu chơi, cho dù là các chị đứng ở bất kỳ một cái góc độ nào ha, nhìn từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đấy, đẹp từ trong ra ngoài, tất cả những cái góc độ đều đẹp, đều xinh hết. Comment liền V79 kèm số điện thoại nha. Em ok chị Lan Trương à chị. Đấy. Mông tay. Xin làm. Đấy. Rất đẹp ra các chị yêu ha. Chị Diễm Phúc cái đầu chị luôn. Xin lỗi chị. Đó. Chơi mình mấy lần rồi đó. Chơi chị mấy lần rồi đó em. Bữa trước con bé nha trời. Chị có một Vi có màu đỏ nè, có màu vàng nè, màu xám và màu đen nha. Màu nào cũng đẹp hết. Năm nay là cái năm bling là cái năm nên ngôi. Đi đâu là sẽ cũng sẽ thu hút tất cả mọi ánh nhìn nha. Ok chị Trang Hạ Lâm. Rất đẹp các chị ơi, V79 kèm số điện thoại nha. Rất chị đẹp. Tay chị Nguyên Nguyễn em chốt rồi nha chị. 129k nha các chị ơi, rất xinh luôn. Em ok chị Ngọc Bích nè. Rồi Vi qua mẫu khác nha. Ba lô hả chị? Rồi chờ xíu ba lô nha. Mai Lê em ok nè. Nghi Nguyễn comment rồi, comment một lần giùm Vi thôi nha. Rồi cái mẫu này nè. Mẫu này rất đẹp mấy chị ơi. Trời ơi, bá cháy bỏ chết chó luôn. Rất là xinh luôn. Rất đẹp nha. Cái mẫu này là ba lô LV hàng super. Như vậy. À 249k rất đẹp các chị ơi. Nó hỏi mình xong mình lên giá luôn. T65 các chị yêu ơi, T65. Cảm ơn chị Trà My nha. Đẹp lắm nha. Cái này á mấy chị so sánh với hàng thường đây, vì chị các chị cái so sánh nha. Khi vào nhận hàng các chị có quyền kiểm tra khi nhận hàng luôn. Ở đây nó có in chữ nè các chị, hàng siêu cấp nó mới có thể là khắc chữ cái miếng test da như vậy được. Và cái form của nó rất là xinh, rất là đẹp luôn nha. Kể cả cái dây kéo của nó cũng có in chữ luôn, rất là đẹp. Cái này đeo là cực kỳ xinh luôn. Size 18 nhỏ nhỏ xinh xinh rất là đẹp. Ủa cái này chị nhớ có màu nâu nhạt nữa mà. Màu nâu da bò nữa.
có màu nâu nhạt nữa cưng. 249k các chị ơi, rất là xinh luôn nha. Đeo ba lô được, đeo chéo được. Các chị đeo chéo bằng cách gắn một cái khoai này và cái khoai này lên, mình đeo chéo rất là xinh luôn. Ba lô LV này nam nữ đeo đều được nha. Bên trong này các chị yêu ơi, dây đeo là dây da nha. Chị nào lấy comment liền T65 kèm số điện thoại cho Vi nha. T65 kèm số điện thoại, chuẩn bị lên mấy cái ba lô rẻ nè. Chuẩn bị lên hàng cho chị mấy cái ba lô rẻ đi em ơi. Ba lô 39.000 á em. Rồi, mẫu này chị nào đến với siêu cấp thì comment liền 249.000 chị yêu ơi, T65 kèm số điện thoại nha. Hai màu, màu caro và màu sao hoa, hàng siêu cấp. Các chị nào mà xài hàng siêu cấp là nhìn sẽ biết liền, form rất là đẹp. Form rất là đẹp, rất là chuẩn nha. Siêu cấp là ở đây nó có in chữ nha các chị yêu ha. 249.000 T65 các chị yêu ơi. Rồi đi qua mẫu khác nha. Ủa ba lô này còn nữa hả? Đây nè, còn mấy cái? 1, 2, 3 cái. Còn 3 cái hả? Diệp Nghi ơi, chị hỏi gì chị ơi? Vi mới thấy comment của chị thôi. Các chị thông cảm giùm Vi là do các chị chưa có kết bạn Facebook với Vi á, thì Vi sẽ không có thấy comment của các chị. Nếu mà Vi chưa có đọc thì các chị thông cảm nhắn tin cho Facebook La Võ Khánh Vi giùm Vi nha. Rồi cái mẫu ba lô này 39.000 nữa không nè. 39k dành cho chị nào comment đúng cú pháp thôi. Ok là có hàng nha các chị. Comment đúng cú pháp cho Vi 39k chị, mã số đi em. V07 các chị ơi. V07 nha. V07 39k nha các chị ơi. Ship 30.000 toàn quốc nha. Phình Linh Nguyễn ơi, 39k các chị ơi, rất là xinh, qua shop mua vẫn được, đúng 39.000. Nếu mà có chia sẻ like và comment đúng mã số thì ok là có hàng nha các chị. Rồi chị nào lấy comment liền cho Vi mã số là V07. V07 39k. Ba lô này là ba lô LV nha các chị. Bề ngang của nó tầm 25cm. Da rất là đẹp luôn. V07 cộng số điện thoại chị Kiều Thanh ơi. V07 cộng số điện thoại nha. Dây đeo của nó là dây da nè, rất là xinh luôn. Chị nào lấy comment cho Vi là V07 cộng số điện thoại nha. 39.000 bán tri ân, bán tri ân như là bán tặng mấy chị luôn đó. Rồi ok chị Xuân Tịnh nè, V07 kèm số điện thoại các chị ơi. Cái này đeo đi chơi, đi học, đi làm, cái gì cũng dễ thương hết, kiểu gì cũng sang chảnh hết, rất là sang mà dễ phối đồ nữa nha. 39.000 thôi, chị nào lấy comment liền V07 cộng số điện thoại cho em nha. Trúc Phương, ok chị Trúc Phương nha. Trúc Phương ok nè, Kiều Thanh ok. Rồi qua mẫu, Kiều Thanh nãy có chưa ta? Kiều Thanh chưa. Rồi Kiều Thanh ok nha. Rồi qua mẫu V07 gấu đi. Đây tiếp tục ba lô 39k đây các chị ơi. Ba lô 39.000 nha. V07 chữ gấu kèm số điện thoại cho Vi nha. V07 gấu cộng số điện thoại cho Vi nha. Rất là xinh luôn, cực kỳ xinh nha các chị yêu ha. Đây nó có dây đeo nè. Các chị mua hàng mà 39.000 á, Vi đã ok rồi. Các chị nhớ là inbox cho Vi liền tên, số điện thoại, địa chỉ nha. Bởi vì nhiều khi 39.000 là Vi bị sót rất là nhiều, do comment nó bị troll rất là nhanh. Rồi chị nào lấy cái ba lô này comment cho Vi là V07 gấu kèm số điện thoại cho Vi nha. Em ok chị Phan. Chị Diệp Nhi ơi, chị nói chị lấy Dior là Vi lấy Dior cho chị xem liền rồi đó. Em ok chị Kiều Anh nè. Rồi V07 kèm số điện thoại cho Vi nha. Kèm V07 gấu kèm số điện thoại nha. 39.000 thôi, 39k thôi. Bôi đá Vi hết. Còn bôi đá cái loại size nhỏ đi em. Chị bôi đá size nhỏ đi. Chờ xíu nha Nhung Trần ơi. Rồi rất là đẹp luôn. Em ok đấy. Chị Nguy Nguyễn nè. Vi qua mẫu khác nha. V07 gấu kèm số điện thoại. Cái này như còn mấy cái, còn 5 cái à. Rồi chị nào mà lấy thì comment Vi sẽ ưu tiên nha. Bỏ tập, bỏ notebook vừa vô tư luôn em ơi. Đây để cái ví thử cho em so sánh nè. Đó cái ví dài bỏ vô nó mới có nhiêu đây thôi. Notebook bỏ vô vô tư luôn. 39.000 nha. Rồi qua mẫu khác nha. Các chị thấy không, trong cái line này sẽ có rất là nhiều sản phẩm mà Vi bán gọi là tri ân cho khách luôn á. Cho nên là giá rất là rẻ, 39.000 là không có lời một đồng nào luôn mấy chị ơi. Thậm chí lỗ luôn á. Rồi tiếp tục bôi đá đây các chị yêu ơi. Rất đẹp. Cái mẫu này bao nhiêu đây? 169.000 mấy chị ơi. 169.000 mọi người ơi. Hạnh Hoàng ok nè. Phan Hoài Thương ok nè. Rất đẹp các chị ơi. Hạnh Hoàng ok, Phan Hoài Thương ok, Huỳnh Huỳnh ok nè. Rất đẹp nha các chị ơi. Hoài Thu ơi chị comment 07. Rồi. Rất đẹp, rất đẹp. Tiếp tục săn hàng giá siêu rẻ, giá siêu sốc đây mấy chị ơi. Có ai mà bán bôi đá giá 100 mấy không mấy chị? Không bao giờ. Bôi đá mà bán 100 mấy không bao giờ. Hôm nay Vi bán 169.000 thôi mấy chị. 169.000 đảm bảo với các chị, không tìm được một chỗ nào bán 169.000 cái bà chanel bôi đá như vậy ha.
Nu trương em ok nè. Rồi mẫu này chị nào lấy comment liền cho Vi là V36 cộng số điện thoại cho Vi nha. V36 cộng số điện thoại cho Vi mấy chị ơi. Rất đẹp luôn. Cảm ơn chị Ivy Nguyễn nha. Rất là xinh luôn các chị. Cái này là bôi đá nè các chị thấy không? Vi cào nè, bảo đảm bảo cho mấy chị nó dính còn hơn là keo dán sắt nữa. Mà đeo cái này là đảm bảo là đẹp, thu hút tất cả mọi ánh nhìn luôn, rất là sang. Mặc đồ gì cũng đẹp, bao mấy chị mặc đồ tây hay đó. Như mẫu Vi của là mẫu Vi mặc quần jean nè, đó, rất là sang luôn. Mặc đầm cũng đẹp nè. Mặc áo dài cũng xinh nữa, kiểu gì cũng đẹp hết, kiểu gì cũng sang chảnh hết. V36 cộng số điện thoại cho Vi nha, rất là đẹp luôn, size 20 nha mọi người. Vi mở cho mấy chị xem nha. Cực kỳ xinh luôn. Bên trong nó lót da nè mấy chị và nó có in chữ luôn ha. Rất là xinh nha. Dây đeo của nó là dây da phối với xích, rất đẹp. Chị nào không lấy cái này Vi nói thiệt là tiếc lắm luôn. V36 kèm số điện thoại nha. Vi ok, chị nào là có hàng inbox liền cho Vi nha. Sen Nguyễn em ok nè, Phùng Thị Nhi ok nè. Chị Huỳnh An, chị Nghi Nguyễn ơi, nếu mà em bị sót đơn thì chị nhớ là inbox cho em nha. Mình inbox là có hàng liền. Inbox vào Messenger có tên, số điện thoại, địa chỉ và giao hàng liền nha. Nguyễn Hương, Selena em ok nè. Quỳnh An em ok nè. Cà chua ok nè. Rất đẹp mấy chị ơi, 169.000. Cảm ơn chị Phan Thúy nha. 169.000, với đảm bảo với các chị không bao giờ có thể kiếm được cái giá này trên thị trường luôn. Vân Hoàng em ok nè, 169.000 nha mấy chị ơi. Rất đẹp luôn nha các chị. 290 sale còn 169.000 thôi. Chị nào lấy comment cho Vi là V36 cộng với số điện thoại nha. Cảm ơn chị Hà Thu nè. Chị bán rẻ thật, rất đẹp mấy chị ơi, rất đẹp, rất rẻ. Bởi vì trong cái line này rất là nhiều tất cả các hàng hóa gọi là bán tri ân cho khách hàng luôn. Chị nào lấy comment cho Vi V36 cộng với số điện thoại cho Vi nha. 169.000 thôi. Em ok chị Nguyễn Thị Ngọc Hân. Sen Nguyễn em ok nè. Rồi với con mẫu khác nha. Cái này nó có 3 màu, mọi người nhớ giùm Vi nha. V36 này có 3 màu. Màu đỏ. Châu Jenny ok chưa? Vi có màu đỏ nè, màu đen nè, màu xanh nè. Châu Jenny ok rồi nha em ơi. Huỳnh Đen ơi comment là V36 cộng số điện thoại nha. Rồi với con mẫu khác nha. Chị Dương Nguyễn. Chị Nhung Trần. Em ok chị Tuyết Cường Nguyễn luôn. Chị Hải Kim Trần cho em số điện thoại luôn nha chị. Hồng My em ok nè, rất đẹp. À, chị còn là tất cả, em mới thấy comment của chị luôn đó. Thông cảm chị nha, chị thông cảm cho em nha. Do là cái điện thoại á chị, do cái Facebook nó bị lắc á, em không thấy comment thiệt. Em thấy là em đọc rồi. Phương Nguyễn nè, thấy nè. Hồng My thấy nha. Rồi tiếp nha các chị yêu ơi. Em ok kìa các chị kìa. Hồng My ok nè, chị Nhung Trần em ok rồi. Comment một lần giùm em nha. Rồi rất đẹp các chị ơi. Rồi bây giờ lên cái mẫu này nha. Thấy chị Nhi Bùi nha. Rồi cái mẫu này bao nhiêu đây? Con số gì đây? Cái là con số hả? Hả? Rồi tiếp các chị ơi. Mã số mấy? Mã số mấy đây? Hả? V70 các chị ơi. Chanel hàng trên đầu hả? Trên đầu chị là Dior không mà em ơi, không có Chanel nè. Cảm ơn chị Cà Chua nha. Mẫu này size bao nhiêu vậy cưng? Size 20 á. Size 20 nha mọi người ơi, size 20 nha. Cái mẫu này á thì phải nói thiệt là xuất sắc luôn nha mấy chị. Bởi vì sao? Đây đi em. Rất là đẹp nha, còn cái nào ngoài không? Rất là đẹp nha các chị nhìn nè. Đó. Mặc đồ gì cũng hợp hết. Nhiều khi mình đi chơi mình không có biết mà mình đeo cái túi nào cho phù hợp, thì cái đây là một cái lựa chọn rất là xinh mà đeo cực kỳ sang. Đảm bảo với mấy chị nha, đi đâu chơi mà đeo cái túi này là sang hết, hết sảy luôn. Đó, có tác mạc đầy đủ nè. Thôi cởi cho anh chị đi, sao quá cao quá cơ. Đây, đó, nó có logo nè, nó có in chữ nè, mấy chị thấy không? Ở đây có khắc chữ luôn nha, hàng super bên Vi nha các chị. Da rất là mịn nha, da rất là mịn. Đeo cái gì chứ mà, đeo cái gì chứ mà. Cảm ơn chị. Đeo cái gì chứ mà đeo Chanel là đảm bảo là sang chảnh liền. Mà 5 năm, 10 năm nữa mấy chị quay lại mấy chị xài nó vẫn sang nha mấy chị nha. Lý Kim em ok nè, tập trung đi mấy em comment, ai comment ok em chị đi mấy đứa. Rất là đẹp nha các chị nha. 219.000, chị nào lấy comment là V70 cộng với số điện thoại cho Vi nha. V70 kèm số điện thoại cho Vi nè. Rất là dễ thương luôn. Nhỏ nhỏ xinh xinh, đeo đi đâu cũng đẹp hết, đeo đi đâu cũng sang hết. Size 20 mọi người ơi, size 20 nha. 219.000, size 20 nha các chị yêu ha. Size 20, 219k cho chị mấy cái ví Gucci, ví rẻ 39.000 đi, bán tri ân đi em. Bán tri ân, bán tặng quà 39.000 đi em. Ví cá sấu, ví Gucci á.
219.000 các chị yêu ơi, rất là đẹp luôn. 219k. Chị nào lấy comment cho Vi là V70 kèm số điện thoại nha. Cái này mà mấy chị đang ngoài shop bán là tầm 300 mấy trở lên nha. Vi bán có 219.000 thôi, ship 30.000 toàn quốc. Qua shop thì tôi mua đúng 219.000 thôi. Rất là đẹp luôn. Rất là sang. Trong cái tủ đồ phải có cái Chanel Classic này nha các chị. Đi đâu cũng sang, đi đâu cũng đẹp. Đi dự tiệc, đi chơi, đi làm, đi học, đi chợ, đi búa, đi học hành, cái gì cũng sang hết. Rất là đẹp luôn. 219.000 nha, V70 cho Vi nha. Rồi Vi qua mẫu ngang size 20 nè. Cho size lớn hơn luôn đi em. Đây. Cho mã đi. Ủa? Ủa? Có trùng mã không? Trùng mã rồi em. Rồi. V56 mấy chị ơi, V56 nha. Chanel Classic size 22 đây cái. Không phải size 23. Size 23 nha các chị. Cái này size này nó lớn hơn một chút nha. Hồi nãy á Vi cho mấy chị xem là cái size 20. Chị nào mà thích size lớn hơn thì lấy cái size này nha. Đó. Thích size lớn hơn thì lấy cái size này. Size này là size 23 nè mọi người. Size 23 nha. 239k. 239.000, cái nhỏ là 219, cái lớn 239 nha. Đẹp xuất sắc luôn, mới cho mấy chị xem, rất là đẹp, da rất là mịn nha. Cái da này đảm bảo mấy chị xài 5 năm, 10 năm nó vẫn sang luôn. Đó, rất là sang, mấy chị thấy không? Đó. Cái dân mà nghiện túi như là Vi nè, Vi là dạ, em là nhân dân là nghiện túi á, hoặc là trong cái tủ túi, tủ đồ của Vi là có hơn 30 cái lận. Hơn 30 cái túi lận. Nhưng mà ít khi đâu đi đâu chơi lắm. Cho nên là mỗi một cái túi á, tầm 5 năm, 10 năm Vi mới xài lại một lần. Mà đảm bảo là siêu đẹp, vẫn đẹp như thường, vẫn sang như thường. Chị nào lấy comment cho Vi là V56 nha các chị yêu, còn số điện thoại cho Vi nha. Size này size lớn hơn cái size hồi nãy chút xíu, nên là đựng được nhiều đồ hơn nha. 239.000. Hàng này là hàng super nha mọi người. Da rất là đẹp, da rất là mịn nha. Bên trong nó có logo nè. Đó, nó có in chữ luôn, mấy chị thấy không? Khắc chữ đầy đủ hết, da rất là mịn, rất là đẹp luôn. Các chị được quyền kiểm tra khi nhận hàng nha. Rồi, Vi qua mẫu đây các chị yêu ơi. Bây giờ Vi bán trion cho các chị. Tất cả những cái ví này sẽ bán đồng giá 39k nha. Cho chị mã số luôn nè. Ngân ok nè. Ok chị Nguyễn Hương Selena nha. Rất đẹp các chị yêu ơi. Nhiều T58 phải không? Rồi, 39.000 bán trion cho mấy chị luôn. Đây là những chiếc ví từ Thái về ha. Đây là những chiếc ví Vi gom từ Thái về, coi như là Vi bán là tri ân tặng quà cho mấy chị luôn. Kiều Thanh em ok nè, Liên Trân em ok nè. Tiền ship họ ship 30.000 nè em ơi. Qua shop mua là sẽ không tốn ship, rất đẹp. Ok chị Kiều Thanh. 39k, chị nào lấy comment cho Vi là T56 cộng với số điện thoại nha. T58 cộng số điện thoại nha. Em ok chị. Rất là đẹp, cái da của nó là da cá sấu, mấy chị hay thấy là bên Thái là Vi gom số lượng rất là nhiều để mà tri ân cho khách hàng luôn. 39.000 các chị, bán là không có lãi luôn, rất là đẹp các chị nhìn nè. Đựng được rất là nhiều đồ luôn nha. Cho chị cái điện thoại của em. Rồi. Đây điện thoại của chị nè, đó. Úp lưng đỡ đi. Đó. Rất đẹp luôn nha, mấy chị nhìn nè, cái ví nè, bỏ vô là vừa vô tư, mấy chị thấy không? Đó, cầm như vậy thôi là sang chảnh rồi. 39.000 bán tri ân tặng quà mọi người luôn. Comment cho Vi là T58 kèm số điện thoại nha. T58 kèm số điện thoại nha. Vi có màu đỏ nè, cái da cá sấu này nó có màu đỏ, nó có màu đen nè. À, nó có màu nâu nè, đó. Em ok chị Hồng Lưu Thi nè. Màu nâu này cho người lớn tuổi xài vẫn được nè. Okay, đó, màu da bò là siêu sang này nha. Comment T58 số lượng không giới hạn luôn nha mấy chị ạ. Không giới hạn, không giới hạn luôn. 39.000. 39.000, bữa tắm hát cái bài gì quên. Rất đẹp, bữa chấm hát cái bài gì quên rồi nó cưng. Cái gì mà không giới hạn á. T58 mấy chị ơi, T58 nha. 39.000, 39.000. Rồi, thích bao nhiêu cái có bấy nhiêu luôn. Nhớ chia sẻ like giùm Vi là được rồi. Cái này Vi gom hàng từ bên Thái về á. Mấy chị thấy ở bên Thái là mua về mà họ bán một cái ví là Vi theo Vi nhớ là tầm cái này ít nhất cũng phải tầm là 100, 120 đó. Và Vi bán chi ơn là còn 39.000 thôi. Đó, muốn bao nhiêu cái lấy bấy nhiêu luôn. 39.000 một cái, rất là đẹp. Da rất là đẹp, Vi cho coi mặt trước mặt sau luôn nè. Đẹp bá cháy bỏ chét luôn. Mấy chị chỉ cần cầm đơn giản như vậy, rất là sang luôn nha. Em ok chị Bảo Bảo nè. T58 kèm số điện thoại mấy chị ơi. Còn màu nữa nha. Còn màu nữa nha. Cái màu này là mẫu Gucci nè mấy chị. Mẫu này là mẫu Gucci. 39.000 không giới hạn luôn. 39.000 không giới hạn số lượng luôn.
Chỉ cần các chị chia sẻ like, comment là T58 cộng số điện thoại nha. Ai comment đúng còn đọc tên dạ. Nhìn chị đi em. Ok chị Kiều Thanh nè. Chị nào có comment em ok là có hàng này nha các chị. Inbox cho Vy. Chỉ cần các chị chia sẻ like và comment là có hàng nha. Ok chị Ly Kim. Đỏ đồ hả? À cái đỏ bên đây nè em. Chị này hả? Ủa bên đây nè. Rất đẹp nha các chị ơi. T58 kèm số điện thoại cho Vy nha. Cái mẫu này là dạng Gucci, nó cũng y chang luôn. Các chị nhìn là cầm rất là sang. Bỏ điện thoại vô là vừa đó, vô tư luôn. Đồng giá 39.000. Chị nào lấy comment liền cho Vy là T58 số điện thoại nha. Em số lượng không giới hạn. Đây là gọi là Vy là tri ân khách hàng trong cái like này luôn á. Vy gom hàng này từ Thái. Những cái ví này các chị đi Thái là cũng biết rồi, rất là đẹp luôn. Hàng Thái thì cái da nó rất là đẹp, rất là sang ha. 39.000 một cái thôi các chị, số lượng không giới hạn. Và cái mẫu này là mẫu Burberry nha các chị. Mẫu này là mẫu Burberry. T58 kèm số điện thoại cho Vy luôn. Hai cái ok chị Tuyên nặng nha. Rồi 39.000 nè các chị. Đó, kẻ sọc Burberry rất là sang, rất là đẹp nha. 39k thôi, thấy chị Tuyên nặng em ok chị rồi nha. Rồi vừa mẫu khác nha các chị yêu ơi. Ok chị Thu Hồng nha. Rồi các chị nào lấy số lượng lấy sỉ thì inbox cho Vy nha. Bên Vy là chuyên chùm chuyên sỉ, số lượng tận gốc, hàng nhập từ Quảng Châu và hàng Thái về nha các chị yêu ha. Nhiêu em? Tiếp các chị yêu ơi. Rồi cái mẫu này Vy chỉ còn đúng hai cái thôi. Cái này còn màu gì vậy? Còn hai cái màu đỏ, hai cái màu đỏ, hai cái màu trắng và một cái màu đen nha các chị ơi. Mẫu này còn hai cái đỏ, hai cái trắng và một cái đen, rất đẹp. Bây giờ sale tặng quà tri ân luôn. Sale tặng quà tri ân luôn. Mẫu này sale còn 299.000 mấy chị ơi. 299k bán tri ân mọi người nha. Ai mà không có xem cái like này Vy nói thiệt là tối coi lại là tức lắm luôn á. Nhớ nha các chị, chỉ cần chia sẻ like và comment mã số, đúng mã số điện thoại cho Vy và inbox cho Facebook La Võ Khánh Vy để nhận quà từ Vy nha các chị yêu ha. Đây là bán cái giá như là tặng quà mọi người luôn. À son Babachi hả Ngàn Nguyễn ơi, son Babachi 2 cây giá là 158.000 em ơi. Rồi 158.000 một cây ha. Rồi mẫu này chị nào lấy comment V53 cho Vy nha. Rất là sang luôn. Cái dây này các chị có thể đeo vai như vậy nè. Đó, lùi lại cho mấy chị xem. Lùi lại cho mấy chị xem nha. Rất là đẹp, đeo vai như vậy cũng được. Hoặc là đeo chéo thì vẫn được nha các chị yêu ha. Rất là sang luôn, không được cười. Rất là sang luôn nha, xém té ghế. Lùi lại cho mấy chị xem mà xém té ghế. Đứng cười hoài luôn. Cái gì? Nghẹt. Rất là đẹp luôn. Cái này gà 7 chị chắc luôn nè. Đó, bên trong rồi mấy chị ơi. Đó, nó có in chữ nè, có miếng bét da in chữ luôn nha. Rất là đẹp, cái này các chị có thể đeo đi công sở vẫn được. Đó, iPad đựng vô là vô tư luôn. Bề ngang 30cm nha mấy chị, chờ nha xem 30 nha. Chị nào lấy comment số điện thoại và mã số là V53 nha. Ba màu. Chị Thi Thi nè. V53 nha các chị, màu đỏ, màu đen, màu trắng nè, màu nào cũng đẹp cũng sang hết trơn á. Cái này mà đi công sở là hết sảy luôn. Đi công sở là hết sảy luôn, rất đẹp đấy. Đi công sở. Ok chị Ba Kiều. Sang lắm mấy chị ơi. Trời ơi, cho chị cái màu trắng thôi. Đây, màu trắng rất là sang nha. Màu trắng á thì nó là tinh khôi, nó sang chảnh đó. Mặc đồ gì đeo màu trắng lên cũng sang hết trơn á. Đó. 299k, da rất là đẹp, hàng super nha mọi người, da rất là xinh luôn. Rồi qua mẫu nha. Ok chị Tuyết Cường Nguyễn nha. Cái này hả? Em ok chị Dương Nguyễn nè. Rồi tiếp tục các chị ơi, em qua mẫu nha. Các chị nhớ mã số và inbox cho Vy nha. Nếu mà chị nào lấy nhiều thì cứ nhớ mã số, inbox cho Vy, tên số hệ địa chỉ nha. Rất đẹp, rất đẹp mấy chị ơi. Hàng nhà Vy là lấy tận gốc từ Quảng Châu, từ Thái Lan, cho nên là hàng là các chị yên tâm, rất là xinh, rất là đẹp luôn. Đấy, hàng trên like sao là bán y chang như vậy nha. Cái mẫu này cực kỳ xinh, size 20 nha mọi người. Bling mà các chị yêu ơi, rất là xinh luôn. Nó có những cái ngôi sao nữa nha. Cái này lên nó hơi bị chói á, mấy chị thấy không? Buổi tối mà đi chơi là siêu thu hút mọi ánh nhìn luôn. Rất là đẹp, các chị cầm tay như vậy cũng được. Và đeo chéo như là bé này đeo vẫn được luôn nha. Rất là đẹp hen bên trong nè. Đó, siêu đẹp. Và đây bán giá cực kỳ tri ân cho mấy chị luôn. 199.000. Miễn phí ship COD toàn quốc dành cho cái túi bling bling như thế này.
đảm bảo ở ngoài thị trường là tầm 200 mấy, 300 mấy trở lên. Bên Vi chỉ bán 199.000 và miễn phí ship COD toàn quốc dành riêng cho cái mẫu này nha các chị. Mình lấy comment liền VM45 cộng số điện thoại cho Vi nè. Vi có màu vàng gold với có màu đen nha, màu nào cũng đẹp hết đó, rất là xinh luôn. Bling đang cực kỳ hot nha mọi người. Lấy comment liền M45 cộng với số điện thoại nha. Đỗ Khánh Như em ok nè. Ví Nam chị lên rồi em ơi. Đã xem là gì vậy ta? Mạnh lên đã xem là sao? Đọc comment phụ chị của em. Rất đẹp luôn các chị yêu ơi. Rồi chị nào lấy comment M45 cộng số điện thoại cho Vi nha. Rồi Vi lên mẫu khác đây các chị yêu ơi. Cho chị đắng đi. Nó nhỏ nó lớn đủ luôn hả? Mã đi. Mã V48. Giá luôn em. Ủa em ghi chi vậy trời? Cái nào mà có rồi khổ ghi. Hả? Chưa có hả? 129. Ok chị Bảo Bảo nha. Ok chị Bảo Bảo. Dạ đúng rồi, cái mẫu bling hồi nãy là miễn ship nha. Nếu mà có chia sẻ like nha chị yêu ha. Miễn ship nên là có nếu mà có chia sẻ like nha, riêng cái mẫu này thôi các chị. Rồi đi qua cái mẫu khác đây các chị yêu ơi. Mẫu này là M48 nha mọi người. M48 ha. Ủa, V chứ. V48 nha mọi người, 129.000. Dạ Cà Mau em ship luôn. Các chị có thiện chí nhận hàng thì một cái Vi vẫn ship. Đảm bảo với các chị không bao giờ có thể tìm được cái giá siêu rẻ này. Bởi vì bên Vi là trùm chuyên sĩ rồi, hàng tận gốc tận xưởng luôn. Nên là các chị yên tâm, giá rất là rẻ luôn nha các chị yêu ha. Chị nào lấy comment đúng mã số và số điện thoại giùm Vi nha. Chị nào lấy comment đúng mã số và số điện thoại giùm Vi. Cái mẫu này Vi sale còn 129.000. Chị nào lấy comment đúng mã số là V48 kèm số điện thoại nha. Size này là size 20 nha các chị yêu ha. Da của nó là da rắn, nó có viền xích bên hông nè. Rất là xinh, nó có cái quai nữa nha các chị. Đấy, cực kỳ xinh luôn, mẫu đang đeo đấy. Chị Mỹ Hương cho em tới điện thoại. Bên trong lót đỏ nè các chị yêu ơi, rất đẹp. B83 màu đỏ hả chị Kim Xuyến, comment lại số điện thoại giùm em nha. Rồi, mẫu này Vi có màu xanh rêu, có màu đen, có màu đỏ. 129.000 thôi, có size to luôn em, chờ xíu nha. Mẫu này có size to, chị nào lấy comment là V48 kèm số điện thoại cho Vi nha. Rồi Vi lấy size to cho mấy chị luôn, size to chắc V49 nè. Ok chị Đình Huy Khánh Vi nha. Mẫu này size lớn hơn nè các chị ơi. 149k, V49 149k, size lớn hơn nha. Nhớ để V57 cho Thi Thi. Thi Thi inbox cho em nha, Thi Thi chị inbox cho em nha. Rồi cái mẫu này size 25 nha mọi người. 149.000, quá đẹp. Vi nói thiệt là quá đẹp. Một em cái túi này chị Nguyễn Hương Selena nha. Quận 7 ship 30.000 chị Thị Châu ơi. Rất đẹp nha. Đấy. Size 25 nha mọi người. Vi có 3 màu, màu đen, màu đỏ và màu xanh rêu. 149.000. Chị nào lấy comment cho Vi là V49 149k nha. Em ok chị Tiên Lặng nè. Lên trễ có coi được. Dạ được nha chị Thanh Tuyền ơi. Lát hồi chị chia sẻ like rồi xem lại giúp Vi nha. Tối 12 giờ thì Vi sẽ xóa like và không áp dụng giá like nữa. Nên các chị nhớ chia sẻ like, comment đúng mã số, cộng số điện thoại rồi inbox cho Facebook La Võ Khánh Vi để nhận hàng từ Vi nha. Rồi Vi qua mẫu khác nha. Ủa chà này lông okay, này bán, Nguyễn Ngọc Trân nha. Bán rồi hả? Rồi V72 đi em. 139k. Rồi rất đẹp các chị ơi. Các chị đã có cái mẫu này chưa? Đây, khóa ở bên Vi là cái móc logo Chanel luôn nha các chị. Đó, cái dây kéo của nó là logo Chanel. Các chị nhìn nè, bên trong nè. Rất là xinh luôn, nó có in cái chữ nữa ha. Lót đỏ, in chữ luôn, cực kỳ xinh. Cái điện thoại to bỏ vô vừa luôn nha các chị. Nhìn nè, đó. Điện thoại bỏ vô vừa, mình đi chơi, mình đi du lịch nè. Sắp tới mùa hè là mình đi rất là nhiều du lịch đầy đủ ha. Đọc comment đi em. Em ok chị Dương Nguyễn. Em cứ chen vô chị đi. Rất là đẹp luôn nha. Đi du lịch đó các chị biết không, mình sợ nhiều khi bị móc túi hay gì á. Nói chung là Vi đi du lịch cũng vậy, thích để cái túi trước mình như vậy nè. Đó, mà đeo như vậy là đang cực kỳ hot trend luôn. Đó, các chị đeo chéo như vậy cũng được, hoặc là đeo bụng cũng được, đeo dưới đây cũng được. Hoặc là các chị đeo đeo chéo, nó có cái gì đeo chéo rồi ta. Chị Lê Hà comment giùm em mã số với số điện thoại nha chị. Nó có dây đeo chéo luôn nha. Tổng cộng là có 2 dây và 3 cắt đeo cho mọi người nha. Chị nào lấy comment là V72 cộng với là số điện thoại cho Vi nha.
ship 30.000 toàn quốc. Chị Hằng Hằng ơi, ship 30.000 toàn quốc nha. Chị nào lấy comment liền cho Vi là mã số V72 kèm số điện thoại cho Vi nha. V72 kèm số điện thoại cho Vi liền. 139k thôi. Ở phía trước nó là mặt lông nè, rất là xinh nha. Đây, ở phía sau là da rất là mịn nha. Được quyền kiểm tra khi nhận hàng và các chị để ý nha, hàng bên Vi rất là đẹp. Đấy, hàng bên Vi nè, có cái logo Chanel luôn nha các chị nha. Cực kỳ xinh, có 3 màu tổng cộng nha. Ok chị Kim Xuyến nha chị. Em cầm xuống xuống nhà mới thấy, người ta mới thấy em đeo được đúng không? Đúng không? Em cầm toàn trên người ta đâu thấy được. Vi có màu đen, có màu trắng. Có màu đen, có màu trắng và có màu đỏ nha. 139k nha các chị yêu ha. Rồi, Vi qua mẫu khác nha. Hằng Thảo Trần em ok, Ngân Ngân ok, Vi còn số lượng rất là ít. Vi về đủ bao nhiêu cái là hết liền bấy nhiêu. Các chị nào nhanh tay comment là còn, chậm là hết nha. Hàng này rất là đẹp nha các chị yêu ha. Ok chị Lê Hà nè. Rồi, Vi qua mẫu khác nè. Cho chị cái ba lô Gucci đó đi. Rất đẹp các chị yêu ơi. Năm nay là Gucci là lên ngôi nha. Đây Vi đeo thử cho mấy chị xem. Gucci lên ngôi mấy chị ơi. Đấy, rất là xinh luôn nha. Valentino nào vậy nhỉ? Cực kỳ xinh nha mọi người. Các chị nào muốn hỏi những cái mẫu nào khác á, thì có thể inbox cho Vi nha. Bởi vì trên live Vi không thể nào lên được hết mẫu được. Bên Vi hơn 500.000 mẫu rồi. Vi đổ sỉ lên tất cả khắp miền đất nước luôn. Cho nên là nhiều mẫu lắm, không thể lên cùng một lúc được trong một cái like. Các chị thông cảm, nếu thích mẫu nào thì có thể inbox cho Vi nha. Rồi cái mẫu này hôm nay Vi sale rất là sốc luôn. T46 các chị yêu ơi, 139k. Nhớ ghi thêm chữ K anh chị nha. T46 139k kèm số điện thoại cho Vi nha. Cái này là ba lô, chất là nó là chất da nha mọi người. Da rất là dày dặn luôn. Đây Vi mở cho mấy chị xem nè. Da dày, da bằng dày dặn chứ không phải vải bố ha. Đây các chị nhìn cái miếng da của nó nè, dày siêu dày như vậy nè mọi người. Bên trong nó có lót luôn ha, cực kỳ đẹp. Ba lô Gucci nó có hai màu, nó có màu trơn như vậy và màu hoa nha. Chị nào lấy comment T46 kèm số điện thoại cho Vi nha. 139.000, đẹp xuất sắc. Cái này đeo nó sang lắm mấy chị. Gucci năm nay là lên ngôi mà. Tại vì Gucci năm nay rất là sang, đeo là lên là sang chảnh liền. Người lớn đeo được, baby đeo được, đi chơi, đi phượt, đi học, cái gì cũng được hết trơn á. 139.000 mà sang chảnh như bao nhiêu người khác nha. Tuyên Đặng em ok nè, Phương Phương ok nè. Ngô Thị Bảo Trâm em ok nha, Nguyễn Thị Ngọc Hân em ok nè. Rất là đẹp nha. Ba lô nam có luôn nha chị, rất đẹp nha chị yêu ơi. T46 hoa ok chị Trúc Phương nè. 139.000, đẹp xuất sắc luôn, rất là sang chảnh luôn nha mấy chị nha. Đeo ba lô được, thích thì đeo chéo được luôn. Có hai cái móc cho mấy chị đeo chéo luôn. Da siêu dày dặn luôn nha mấy chị. Da là siêu dày dặn nha, cực kỳ sang. Size của nó hả, tầm size 22 nha. Size 22 mọi người ơi. Đây điện thoại của em này đó, tầm size 22 nha. Rồi qua mẫu khác nha. Cái mẫu của em ok chị Trúc Phương nha. Ừ, T48, T84 em. T84 bố ơi bố. 139. Rồi tiếp tục các chị ơi. Cái mẫu này là túi du lịch nha. Sắp tới là mùa du lịch ha, là lễ mình đi về quê đồ này nọ nè. Đó, xách cái này về quê là như là Việt Kiều về nước mấy chị. Như là Việt Kiều về nước vậy đó. Rất là sang luôn ha. Ở túi du lịch LV nha mọi người. Sale rất là sốc luôn. Cảm ơn chị Tiên Nặng nha. Sale rất là sốc, 139.000 cho các chị về Việt Kiều về quê luôn ha. Hoặc là các chị đi du lịch là bao sang chảnh luôn. Bao sang chảnh. 139.000 nha. Bề ngang tầm là 50cm luôn á. Mấy chị đựng được khoảng tầm 10 bộ đồ á, 10 đến 12 bộ đồ nha. Du xăng luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm. Đây, ở giữa nó có cái đường da nè mấy chị thấy không. Đó, bên trong nè ha. Đấy, do là bên Vi đổ sỉ cho nên là thường là Vi không thể like buổi tối được, Vi like buổi trưa. Nên là các chị nhớ follow Facebook Vi nha. Trưa nào Vi cũng có mini game của để tặng quà mấy chị hết. Dây đeo nè các chị ha. Đeo chéo được, đeo chéo được. Chị nghĩ là em đang sắc. Rất đẹp các chị yêu ơi. Đấy, cực kỳ xinh luôn. Chị nào lấy comment cho Vi là mã số là T84 cộng với số điện thoại cho Vi nha. T84 cộng số điện thoại rất là đẹp đấy.
cái dạng túi trống như vậy nè, cực kỳ xinh okay, luôn. Hai màu, màu caro và màu sao hoa nha. 139.000 một cái túi to như vậy nha. Quá sức là lời luôn, quá sức là đẹp, quá sức là hot sảy luôn. 139.000 thôi mấy chị, comment T84 cộng số điện thoại cho Vi nha. Ok chị Nhung Trần. Rồi qua mẫu khác nha, do bên Vi là chuyên mở sỉ nên các chị thấy một cái túi là tầm rất là rẻ luôn, là không có lời, thậm chí là không lời luôn á. Lên tiếp túi công sở đi mọi người ơi. Lên tiếp túi công sở nha. Mẫu này bề ngang của nó tầm 23cm, đeo rất là duyên. Cái này đeo đảm bảo luôn, các chị đeo cực kỳ duyên luôn. Nếu mà em đeo á, em đeo một bên thôi thì mình đeo cái đó. Đây, rất là xinh luôn nha các chị. Các chị mã này đi. V10 kia chưa anh chưa. Shop ơi, có túi dành cho trung niên à? Dạ có, rất là nhiều luôn chị yêu ơi. À, lát hồi chuẩn bị cho chị Coco Super nha. Coco Super full box. Rồi, cái mẫu này V10 các chị ơi, công sở nha. Ba tàu ok các chị ơi, chị nào mà Vi chưa có ok, mình nhớ là inbox cho Vi tên, số điện thoại, địa chỉ nha. Nhiều khi là comment là Vi không có thấy do nó bị trôi nhanh quá đó chị, các chị thông cảm nha. Trâm Nguyễn ok nè. Rồi mẫu này các chị ơi, mẫu này là túi công sở Charlotte and Kip nha mọi người. Hơi bị chói ha. Charlotte and Kip nha mọi người. Dây đeo nè. Tác mạc đầy đủ ha. Ở giữa nó có dây kéo nha mọi người. Đấy. Ở bên trong nó có dây đeo chéo luôn. Rồi, mẫu này hai màu, màu hồng và màu đen nha mọi người. Chị nào lấy comment là V10 cộng số điện thoại cho Vi nha. Chị Vi em ok nè, Thanh Nguyễn ok nè. Son hả? Son hả? Linh là lấy son cho chị đi. Đây. Hai màu nha các chị, màu đen và màu hồng. Màu hồng nút đó, rất là sang luôn. Cái này là da của nó là da sọc gân, hàng cao cấp F1 nha mọi người, rất là đẹp nha. Đây các chị nhìn tác mạc của nó có in chữ khắc chữ đầy đủ luôn nha các chị. Rất xinh nha mọi người nha. Hàng siêu cấp. Chị nào lấy comment cho Vi là V10, số điện thoại cho Vi nha. 299.000 nha, 299.000. Nghi Nguyễn ok nha, chị nào muốn chốt đơn sớm thì mình inbox liền cho Vi là tên, số điện thoại và địa chỉ nha. 299.000 mọi người ơi, 299.000 thôi, rất là rẻ. Shop bán ở ngoài là tầm 550 trở lên nha. Hàng bên Vi rất là rẻ và rất là đẹp. Các chị mua ngay tại Vi là hàng siêu cấp và siêu tận gốc luôn nha các chị. Trùm tận gốc ngay tại đây luôn, Vi lấy tận xưởng luôn cho nên là giá rất là rẻ, không có qua trung gian nên đá là siêu tận xưởng luôn. Chị nào lấy comment V10 số điện thoại cho Vi nha. 299.000. Rồi Vi qua mẫu khác nè. 6, 7. Rồi hết tự luôn hả? Rồi các chị ơi, son đây. Nhiều chị cứ hỏi Vi chứ Vi ơi, Vi xài son gì đẹp quá vậy? Và các chị thấy không, Vi trên live là Vi nói liên tục mà uống nước liên tục luôn. Đó, cứ quay qua bên đây là uống nước thôi. Mà môi son nó cũng không trôi nữa là tại sao? Vi đang xài sử dụng của cái chị túi giấy sẵn môi, dũng môi luôn. Vi đang sử dụng của Vavachi nha mọi người. Đây, Vi đang sử dụng son của Vavachi. Một cái thỏi son như vậy các chị xài cũng phải tầm được rất là lâu luôn á. Mà nửa năm hả? Rất là lâu luôn mấy chị ơi. Hôm nay chị nào có chia sẻ like và comment cho Vi là son thì sẽ được giá là 198.000, miễn phí ship COD toàn quốc luôn nha các chị. Khi mà mua một cái son này, Vi sẽ tặng kèm thêm một cái túi giấy siêu đẹp như vậy ha, để chụp hình 6 mão cũng được nè, để tặng quà cũng được nè. Đó, rất là sang chảnh luôn. Và tặng kèm thêm một cái hộp son dưỡng nữa nha. Son dưỡng để mà tránh cái khô môi, với lại nó giữ cái môi mình bền hơn. Son này là son kem nhưng mà nó là rất là lì luôn. Các chị nhìn cái môi của Vi nè, không trôi luôn nha, nó rất là nhiều luôn mà không có trôi luôn đó. Đấy, đây là màu số 1 phải không ta? Màu số 1, màu đi. Màu số 1 đây nha các chị yêu ha. Màu số 1 là màu gì quên rồi ta, đỏ. Đây, chị nào thích comment liền son nha các chị. 198.000 được miễn phí ship COD toàn quốc. Số 1 là màu đỏ thuần đây nha các chị yêu ha. Màu đỏ thuần ha. Vi đang xài là số 7, Vi thích thường số 2 nè. Chị thích màu gì lấy số đó cho Vi nha. Chị nào thích màu gì comment màu đó cho Vi nha. Màu số 2 đây. Số 2 em. Đã lụ nha các chị yêu ha. Ở trên đây nó hơi bị tối thì các chị cứ inbox cho Vi đi. Các chị chỉ cần comment cho Vi là son là sẽ được giá 198.000 một cây, được miễn phí ship COD toàn quốc, tặng kèm thêm một túi giấy và một son dưỡng nữa nha.
đủ 7 màu luôn nha các chị, màu nào cũng sang, màu nào cũng tay hết. Chị con là tất cả, chị vô trễ rồi đó, rất là đẹp luôn. Đây, số này là số 5 nha các chị, số 5 là màu hồng đất ha, rất đẹp luôn ha. Số 6 là màu hồng đỏ đây, rất là xinh. Đấy, cực kỳ xinh nha. Đẹp, rất là đẹp ha, số 5 á. Số 7 nè các chị, số 7 là màu Vi đang xài đó, màu đỏ cam. Màu đỏ cam nhưng mà Vi thấy nó giống như là đỏ hồng, cũng rất ok luôn. Rồi, chị nào lấy comment cho Vi là son nha các chị yêu nha. Chị nào lấy comment chữ son cho Vi nha. 198.000 được miễn phí ship COD toàn quốc. Lấy 2 cây chỉ còn 158.000 một cây nha các chị yêu ha. Rất đẹp luôn và được tặng kèm thêm một cái túi giấy và một cái son giữa nữa nha. Rồi, Vi qua mẫu khác nha. Coi túi ở phía sau nha chị. Túi phía sau là túi nào? Túi này hả? Màu nha. Ok chị Minh Thảo Nguyễn nha. Mẫu da cá sấu. Rồi ok chị Tố Nguyên Nguyễn Đắc luôn. Nãy giờ Vi mới thấy comment, có lẽ là nó bị ẩn đó chị yêu ha. Mọi người ơi, rồi tiếp tục bán cái túi này siêu sắp luôn các chị yêu ơi. 129k T74 các chị yêu ơi. Chị nào lấy comment T74 kèm số điện thoại. Đây là túi Valentino đính đá nha các chị. Valentino đính kim cương luôn nha các chị yêu ha. Rất là xinh. Cái này là đi đâu không có sợ bị chìm luôn, siêu nổi luôn. Siêu nổi luôn nha các chị yêu ha. Son số 7 ok chị Minh Thảo Nguyễn nha. Like comment rồi chị nhớ inbox cho em nha. Chị nào comment mà không có số điện thoại là Vi không thể gọi điện thoại được. Hoặc là thậm chí là Vi có thể bị sót đơn, nên các chị vui lòng là inbox cho bên Vi để Vi không có bị sót đơn nha. Rồi mẫu này 129k, rất là đẹp luôn các chị yêu ơi. Size 20 nha. Chị nào lấy comment cho Vi là VT74 kèm số điện thoại. Cái này rất là đẹp, cái dây của nó là dây thổ cẩm như vậy nè. Đó, như mẫu đeo ha, mẫu cứ đeo cứ em cứ cầm che cái dây lại không thấy gì. Đó, rất đẹp luôn, dây thổ cẩm nha các chị. Size 20, chị nào lấy comment là T74 kèm số điện thoại nha. 129k thôi, quá đẹp luôn. Ok, chị Sang Nguyễn anh bớt em nha chị. Màu đen, màu đỏ, màu vàng và màu xanh rêu, màu nào cũng xinh hết. T74 kèm số điện thoại nha. Dây đeo của nó là dây thổ cẩm, rất là sang. Rồi, đi qua mẫu khác nha. T74 kèm số điện thoại nha mọi người. Tiếp tục, cái mẫu này là túi Chanel Coco hàng super full box. Cái này có hộp nha mọi người, full hộp nha. Mẫu này là full hộp, rất là đẹp. Size 26, Vi đang cầm trên tay là size 26, siêu đẹp luôn. Chói quá người ta. Size 26 nha mọi người. Da siêu đẹp luôn mọi người ơi. Da nè, rất là đẹp, rất là mịn luôn. Mà các chị nhìn ha, thường thì khi mà Vi up bài ở trên Facebook có thể là Vi che những cái logo này, thì các chị muốn xem cận cảnh thì các chị có thể xem trên live là Vi đang coi cho mấy chị xem nè. Hàng như thế nào là Vi bán y chang như vậy luôn, rất là đẹp. Đấy, các chị thấy là Vi bán hàng rất là rẻ luôn. Bởi vì sao? Một cái túi thậm chí là Vi chỉ lời có khoảng là 1.000 đồng một cái thôi. Hoặc là có một vài cái Vi bán gọi là tri ân khách hàng, cho nên là không lời luôn. Kiếm từng một hàng một cái, mà các chị chia sẻ like cho Vi bán số lượng nhiều thì Vi kiếm theo số lượng thôi, chứ một cái Vi chỉ lời có 1.000 đồng thôi. Nên là chị nào đặt hàng nhanh tay chia sẻ like và comment T94 nha các chị. Mẫu này là full hộp luôn, giá bao nhiêu? 389.000 nha các chị yêu ha. T94 389k. Với chị qua mẫu khác là tụi em gỡ ghim liền để lộn mẫu nha. Chị qua mẫu khác là gỡ ghim nha, lần sau nhớ nha. Đây, ở bên trong nha các chị, nó có hai ngăn nha. Nó có cái tag theo in chữ luôn nha các chị. Và nó có cái bao vải của Chanel luôn. Rất đẹp nha mọi người ơi. Mẫu này là đeo đi rất là có duyên. Cái này á, mà các chị đeo đi công sở là nó duyên lắm nha. Nhìn nó rất là duyên, duyên dáng á. Nó có full hộp như vậy luôn. Vì có màu trắng nè, nó cầm trắng là nó hơi bị chói nha. Có màu đỏ, đỏ tươi nè. Có màu đen nè các chị, màu đen qua đỏ rất là xinh luôn. Chanel Coco hàng super full hộp. Đấy, rất là xinh. Tag mạc đầy đủ, các chị có thể mua về bán vẫn được ha. Ở đây nó có khắc chữ luôn nha mọi người. Đấy, ở trên live là Vi quay thực tế cho các chị xem luôn. Hàng sao hình như vậy luôn, y hệt như vậy luôn.
Đấy, các chị lấy số lượng lớn có thể qua tận kho bên Vi ha. Bên Vi tận kho số lượng lớn ngay tại đây, các chị có thể lấy về bán online hay bán hội chợ hay là bán shop kiểu gì cũng được nha. Lần đầu các chị có thể qua shop Vi để mà có thể tận tay mà sờ thử cảm sản phẩm luôn. Rồi sau này cứ thế mà chạy theo quy trình ha. Đây, rất đẹp, màu đỏ đô nè, màu xanh rêu nè. Sale nhiều mẫu hàng về, hàng mới về mỗi ngày nha. Hết màu em. Hên ghê, hết màu. Còn màu xanh rêu nha các chị yêu ha. Rồi qua mẫu khác nha. 389.000 full hộp. Chị nào lấy comment T94 cho Vi nha. Túi kim tuyến nào vậy ta? Chị nào thích cái mẫu nào ở sau lưng Vi á thì mình nhớ chụp màn hình lại giùm Vi nha, inbox cho Vi đi chứ tại vì qua mẫu Vi không có quay lại được. Rồi cái mẫu này size 25 mọi người ơi. Ba lô thỏ đinh rất là dễ thương nha. Cái này người lớn đeo cũng được, baby mình đeo cũng được, rất là xinh. Cho chị mã đi. T47 mọi người ơi. 139.000. Chị nào lấy comment cho Vi là T47 cộng số điện thoại cho Vi nha. Đấy, lên màu đen là nó cứ bị chói. Đó, chị nào lấy comment T47 cho Vi nha. T47 139.000. T47 kèm số điện thoại cho Vi nha. Hai màu, màu đen và màu đỏ. Ba lô thỏ đinh rất là xinh luôn. Đấy, ở bên trong nè, nó có lót ha, dây đeo nè, rất là xinh. Giao tận nhà luôn nha các chị yêu nha, cực kỳ xinh luôn nha. 139.000 thôi, đẹp vô tư, đẹp miên mãn luôn ha. Rồi qua mẫu khác nè. Chanel boy white nè, ơi ơi ơi, ướt vô tới này rồi cưng nè. Thôi chưa? Có lâu chị chạy. Động chúng người ta, còn chửi người ta ngu nữa. Xong rồi mới xin lỗi, thứ gì. Rồi, cái mẫu này là Chanel boy white nha các chị. Chanel boy có cái white nè, rất là xinh. Đấy, mẫu đeo chị đi. Đó. Xíu qua đây, xíu qua đây, xíu qua đây. Nhìn thấy Diễm nó cứ đụng mày của ai mới. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, chị nào lấy comment là bỏ ghim T75 nha các chị, 139k nha. Rất đẹp, da của nó là mịn lắm mấy chị ơi. Nè, đó, da rất là mịn luôn. Đi mở bên trong mấy chị xem nha. Nó lót đỏ nè ha. Dây đeo của nó là dây da phối với xích. Ở bên Vi thì hàng có đủ tất cả các loại hàng, từ hàng loại rẻ cho đến hàng siêu cấp đều có. Chị nào thích thì mình comment đúng cái mã số và số điện thoại giùm Vi nha. 139k nha các chị, đây là hàng loại rẻ nha. Hàng có màu đỏ, màu xanh và màu đen nha. Nó có cái white nữa, rất là xinh luôn. 139k, comment T75 kèm số điện thoại cho Vi nha. Rồi qua mẫu khác nha. Nguyễn nhiều em thấy chị yêu ơi. Cho chị cái club đá đi. Đá mẫu khác. Thấy chị Nguyễn nhiều nha. Rồi Vi lên tiếp hàng siêu hot nè mấy chị ơi. Hàng siêu hot siêu đẹp. Cái mẫu này là club đá nha các chị. Đây là sự kết hợp giữa những cái viên đá sỏi, giống như là mấy chị thấy như trên môi đá vậy đó, và những cái viên đá kim cương ha. Rất là đẹp luôn. Đó, các chị nhìn là Vi cà là đảm bảo luôn, xài rất là yên tâm. Khi mình đi tiệc mình chỉ cần cầm đơn giản như vậy nè, siêu sang luôn, thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Và đặc biệt cái mẫu này các chị mở vừa điện thoại nha, điện thoại to cỡ nào cũng vừa. Bên trong nó có dây đeo, hai loại dây đeo lận, một cái dây đeo cổ tay và một cái dây đeo chén nha. Đây, điện thoại 7 lớp của em ha. Bỏ vô là vừa vô tư luôn, mấy chị thấy không? Vừa vô tư luôn, mấy chị cầm như vậy sang chảnh lắm, đơn giản mà đi tiệc là siêu sang luôn. Đi chơi cũng sang nữa, đeo chéo rất là dễ thương. Chị nào lấy comment cho Vi mã số là V17, giá là 199.000 nha mọi người. 199k đây, cái này trung niên đeo vẫn được, người lớn, người nhỏ đeo vẫn được, rất là sang. Đi tiệc Vi cũng có một cái nữa. Chị nào lấy comment cho Vi là V17 nha các chị, kèm số điện thoại cho Vi nha. 199.000, có 3 màu. Màu vàng, màu đen và màu bạc nha. Đi tiệc là bao sang luôn mấy chị ơi. Vi cũng có một cái màu vàng rất là đẹp. Đi tiệc đảm bảo mấy chị luôn, rất là sang. Mà cái này ngoài shop bán là 350 nha. 350 nha, Vi sale chỉ còn có 199.000 thôi. Chị nào lấy comment cho Vi V17 cộng với số điện thoại cho Vi nha. V17 cộng số điện thoại nè. Màu vàng nè các chị. Đây, màu đen nè. Màu đen đi ha, màu nào cũng sang hết. Lên là nó sang liền. Mặc đầm mấy chị là đeo mấy cái túi này cho Vi là rất là sang luôn.
V17 mặt sau đây, mặt sau đây các chị yêu ơi. Đây, mặt sau là nó dạng là vải nhung lụa nha các chị. Đó, cho nên là khi mình mặc đầm á, không có sợ. Ví dụ như mặc đầm ren như vậy ha, không có sợ bị vướng víu nha các chị yêu ha. Rất đẹp luôn. Chị nào lấy comment là V17 cộng với lại số điện thoại cho Vi nha. Ship 30.000 nha. Ship 30.000 toàn quốc luôn các chị yêu ơi. Comment cho Vi là V17 cộng với số điện thoại được quyền kiểm tra khi nhận hàng nha. Nó có dây đeo chéo và một cái dây đeo cổ tay nha. Tổng cộng là 3 màu nha các chị. V17 nha các chị. Rồi qua mẫu khác nha. Chị vô trễ rồi, coi bên trong rồi, ok đây. À, cái này các chị gỡ cái nút này lên ha. Chị Chi Duy. Ok chị Minh Thảo Nguyễn. Đây, ở bên trong nó có lót như vậy nè các chị, nhớ lụm lại mấy cái miếng mà giống như là nó ấy á chị nha, coi chừng che đi nó lụm á. Đây. Mấy cái miếng này nè. Mấy miếng mở quản á. Có hai dây là các chị yêu ha, dây đeo chéo nè. Và một cái dây đeo cổ tay rất là sang. Ok chị Minh Thảo. Cái này mấy chị đảm bảo luôn, đi qua cái shop gần nhà đi mấy chị cứ bước ra, không biết mấy chị đang ở tỉnh nào nha, mấy chị cứ bước ra vào những cái shop họ bán rẻ nhất là 350, Vi đảm bảo luôn. Bên Vi bán có 199.000 thôi, quá trời rẻ ha. Các chị mua về vẫn có lời ha các chị yêu ha. Rồi qua mẫu khác nha. Thấy kim xuyến nha, kim xuyến ơi. Ok chị Liên Hồ cho em, chị Liên Hồ ok rồi, phải không? Rồi. Rất là ok luôn nha các chị. Bây giờ tiếp tục lên mẫu siêu hot này nha các chị yêu ha.